Tôi tên là Nhung. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Năm tôi đang học lớp 11 thì có quen được một anh ở cùng quê nhưng khác làng. Anh luôn tìm mọi cách để tán tỉnh tôi, rồi cuối cùng cả hai bắt đầu yêu nhau. Anh ấy hơn tôi 4 tuổi, trông rất đẹp trai. Nhưng từ lúc yêu nhau, tôi mới biết được rằng anh là một người lăng nhăng, đã quan hệ với rất nhiều người phụ nữ khác. Và tôi với anh ta cũng đã từng quan hệ với nhau. Nhưng cũng may, tôi không bị mang thai. Nếu là tôi mang thai, thì không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu nữa. Sau khi quan hệ với tôi, thì anh ta đạt được mục đích của mình. Không chần chừ, anh ta chia tay với tôi luôn. Đã vậy, anh ta còn mách lẻo chuyện tôi với anh ta quan hệ cho cả làng tôi biết. Nhưng ở nhà thì bố mẹ tôi không trách móc hay mắng chửi tôi, mà họ để cho tôi tự chịu trách nhiệm với vấn đề mà mình đã gây ra. Tôi khóc nhiều lắm vì tai tiếng đã lan ra những làng khác, nên bố mẹ tôi xấu hổ, không dám nhìn mặt ai. Còn khi đi học thì tôi bị bạn bè mỉa mai, bắt nạt, khiến tôi phải nghỉ học một tuần để ổn định lại tinh thần. Sau khi đi học lại, tôi vẫn bị mỉa mai, nhưng tôi mặc kệ những lời mỉa mai vì lúc đó tôi đã đặt mục tiêu phải học hết cấp 3. Sau khi học hết cấp 3 thì tôi không đi học ở đâu nữa mà quyết định cùng chị họ lên thành phố làm việc ở một nhà hàng. Làm được nửa tháng thì tôi cũng đã quen việc ở trên này, sống xa những lời mỉa mai, làm tôi khá là vui vẻ, thoải mái và tinh thần cũng lạc quan hơn. Nhưng mấy tháng sau, người yêu cũ của tôi đã chết vì dùng ma túy quá liều và anh ta còn dương tính với HIV. Cả làng quê nghèo lúc đó náo loạn hết cả lên. Cô người yêu mới của anh ta cũng bị nhiễm và tôi cũng nằm trong danh sách đó. Mọi người trong làng hay gọi tôi là Nhung Sida hay Nhung Hết Đát. Tôi nghe tin mà sốc ngất luôn tại chỗ. Cuộc đời tôi rồi sẽ đi về đâu khi mình đã bị nhiễm căn bệnh khó chữa này? Bố mẹ tôi tức quá, gọi tôi về nhà để tra hỏi và mắng chửi tôi một cách thậm tệ. Lúc đó tôi có cảm giác tuyệt vọng và muốn tự tử, nhưng mà lại không dám. Quê tôi nghèo và lạc hậu lắm, chỉ biết căn bệnh này nguy hiểm chứ không biết nó lây lan như thế nào, mà đã xa lánh kỳ thị cả nhà thôi. Họ xa lánh đến mức khi mẹ tôi đi chợ mua đồ thì người ta không bán cho mẹ tôi. Bố mẹ tôi đi làm cũng bị mọi người nói này nói nọ. Khi về nhà thì bố mẹ tôi ngày nào cũng cãi nhau chỉ vì cái đứa con tên Nhung Sida này. Đứa em trai tôi đi học thì cũng bị bạn bè bắt nạt, trêu đùa. Còn có hôm bị chúng nó chặn đường trêu, rồi lấy xe đạp của nó ném xuống ruộng và chửi nó bị nhiễm HIV giống chị. Rồi chúng nó còn lội xuống ruộng, móc bùn, ném vào người nó nữa. Nó uất ức nhưng cứ giữ kín trong lòng. Ở trên thành phố đi làm thì tôi chỉ mong có được một ngày nghỉ để về quê thăm đứa em trai với bố mẹ. Có lúc tôi nhớ nhà đến nỗi vừa làm vừa rưng rưng nước mắt. Bác chủ nhà thấy thế thì liền hỏi: "Nhung, cháu có làm sao không mà vừa làm vừa khóc thế kia?" "Dạ, cháu không sao bác ạ. Cháu khói ở bếp làm cháu hơi cay mắt tí thôi." "Thôi, làm gì đến nỗi thế? Cháu cứ nói cho bác biết đi, bác giúp được gì thì bác sẽ giúp cháu." "Dạ, thật ra là cháu nhớ nhà quá bác ạ. Đã lâu rồi cháu cũng chưa về nhà." "À, ừ, dạo này nhà hàng đông khách nên mọi người cũng phải làm liên tục, không được nghỉ ngày nào. Hay bác cho cháu nghỉ hết tuần này để về thăm gia đình nhé." "Thật không hả bác? Nhưng mà cháu nghỉ thì ai làm thay cho cháu đây?" "Cháu không phải lo đâu, sẽ có người thay cháu làm phần việc của cháu. Nhưng mà nghỉ thì cháu không có lương đâu đấy." "Dạ vâng, cháu nghỉ tầm 2 đến 3 hôm cũng không sao đâu ạ. Cháu cảm ơn bác." "À, mà cho bác hỏi, lần trước cháu đang làm việc, cháu để điện thoại ở một chỗ. Bác thấy bố mẹ cháu gọi điện cho cháu. Lúc đó
Bác thấy cháu đang bận làm việc thì bác mở máy nghe, thấy giọng bố cháu tức giận, gằn giọng, bảo cháu về luôn. Lúc đó có việc gì mà bố cháu căng thẳng thế? Nhung nghe bác chủ nhà hàng nói vậy thì cô cũng hơi run, vì cô cũng không muốn cho mọi người ở đây biết cô đã nhiễm HIV, nên cô đành nói dối. Dạ, không có việc gì đâu bác ạ. Bố cháu nhớ cháu quá nên mới như thế, để cháu sợ, cháu về thôi. Thế à, vậy thôi nhé, cháu làm việc tiếp đi. Dạ vâng. Ngày hôm sau, tôi vui vẻ sắp đồ về quê và ra cửa hàng mua cho đứa em trai tôi vài bộ quần áo để tặng cho nó. Vì đã lâu rồi, nó chưa có một bộ quần áo mới nào để mặc cả. Rồi tôi chạy ra bến xe buýt để bắt xe về quê. Nhà tôi cách thành phố 50 km, khá là xa, nhưng giờ đã có xe buýt nên chỗ tôi đi lại khá là thuận tiện và tiết kiệm được tiền xe đi lại. Khi về đến nhà thì nhà vẫn khóa cửa, vì bố mẹ với em trai vẫn chưa đi làm, đi học về. Nhưng mà tôi đã có chìa khóa dự phòng để mở cửa. Biết bố mẹ đi làm về muộn nên tôi chủ động dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Khi bố mẹ về chỉ việc ăn và nghỉ ngơi, không cần phải động tay vào việc gì cả. Khi tôi đang mải mê nấu cơm, không để ý, thì em trai tôi về lúc nào không hay. Tôi tưởng tôi về thì nó sẽ vui vẻ ôm lấy tôi, nhưng mà không. Thấy tôi, nó liền nhìn tôi với ánh mắt căm thù. Nó chạy vào rồi ném chiếc cặp sách vào người của tôi, làm tôi giật mình quay lại hỏi: em làm cái gì vậy? Sao em lại ném cặp sách vào người chị? Nó hầm hầm tức giận, không nói gì, rồi cầm lấy con dao ở trên bàn tiến tới chỗ tôi. Tôi sợ quá, không biết nó định làm gì nên chạy ra ngoài. Nó cũng cầm dao đuổi theo tôi nói: sao chị lại về đây hả? Chị mau đi ra khỏi cái nhà này đi. Tại chị mà em lúc nào cũng bị bắt nạt đấy, chị có biết không hả? Tôi ngơ ngác hỏi: chuyện gì vậy em? Em bình tĩnh đi rồi mình nói chuyện. Nói cái gì thì chuyện chị bị nhiễm HIV chứ sao nữa. Chị không nhớ mình bị nhiễm HIV, mà ngày nào đi học chúng nó cũng bảo em là bị nhiễm HIV giống chị, rồi xa lánh, bắt nạt em đấy. Tại chị mà em đã chịu bao nhiêu uất ức, chị có biết không? Chị xin lỗi vì những lỗi lầm chị đã gây ra cho cả gia đình mình. Nhưng mọi chuyện cũng đã thế rồi, chị không biết phải làm sao cả. Em không muốn nghe giải thích, chị mau đi lên thành phố đi, không may em sẽ nghỉ học đấy. Nhưng mà chị đã mất công về đây rồi, em mau cho chị vào nhà đi. Chị có mua tặng em mấy bộ quần áo để trong túi đồ của chị. Em không cần chị tặng gì cho em cả. Với em, chị cấm bước chân vào nhà biết chưa? Ở đây giờ không ai chấp nhận chị nữa đâu. Bố tôi vừa đi làm về, thấy hai chị em đang cãi nhau, bố tôi liền quát: hai chị em đang làm cái gì vậy? Sao lại đứng giữa sân cãi nhau thế kia? Hàng xóm người ta thấy, người ta đánh giá cho. Em trai tôi liền nói: cần gì cãi nhau, người ta mới đánh giá hả bố? Người ta đánh giá nhà mình từ lúc chị Nhung đi quan hệ với người ta rồi bị nhiễm HIV. Bố đừng cho cái con người ấy vào nhà mình nữa, hãy để chị ấy thích đi đâu thì đi. Này con, không được hỗn. Dù gì chị cũng là chị ruột của con, mà ai cho con cầm con dao đuổi chị ra khỏi nhà hả? Mau cất con dao ngay đi. Bây giờ con không có người chị như thế này nữa. Chị ấy, tại chị ấy mà con phải khốn khổ chịu đựng bao nhiêu uất ức đấy, bố có biết không? Bố biết là con đã phải chịu đựng nhiều uất ức, và bố mẹ cũng phải khốn khổ như vậy. Nhưng con vẫn không được đuổi chị ra khỏi nhà như thế. Với lại, đây vẫn là nhà của chị con mà. Em trai tôi mếu máo uất ức nói: chị ấy đã gây ra bao nhiêu chuyện cho gia đình mình rồi mà bố vẫn bênh chị ấy được. Thôi, con mặc kệ bố, muốn làm như thế nào thì làm, con không quan tâm nữa. Nói xong, nó quay sang lườm tôi với ánh mắt căm thù, rồi quay người bỏ vào phòng. Còn những lời nói vừa rồi của nó
như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim của tôi. Rồi bố tôi vẻ mắt ủ rũ, thở dài nói: "Con mau vào nhà đi, bố mẹ có chuyện muốn nói với con." "Dạ, vâng ạ." Vào nhà, bố tôi rót cho tôi cốc nước. Thấy tôi rụt rè không dám ngồi xuống ghế, bố tôi liền cười, nói: "Con mau ngồi xuống đi, việc gì mà phải ngại như thế, đây vẫn là nhà của con mà." Tôi ngồi xuống rưng rưng nước mắt nói: "Con xin lỗi bố, vì những lỗi lầm con đã gây ra cho gia đình mình. Có lẽ em nói đúng, con nên đi khỏi nhà để cho gia đình mình không phải khốn khổ vì con nữa." "Con đừng nói thế, giờ mọi người có nói như thế nào thì bố mẹ cũng mặc kệ, chẳng quan tâm nữa đâu. Con vẫn là con của bố mẹ, và đây vẫn là nhà của con. Con hãy lạc quan lên mà sống. Con mà ra đi sớm vì căn bệnh này thì bố mẹ còn buồn, còn khốn khổ hơn những lời nói của những người ngoài kia, con ạ." Lời nói của bố nói như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi nói: "Dạ vâng, con sẽ cố gắng để không phụ lòng bố mẹ ạ. Còn em trai con, giờ nó còn bé, chưa hiểu được chuyện của con. Có gì con thông cảm cho nó nhé. Khi mà nó lớn lên, nó đặt mình vào tình huống của con thì nó sẽ hiểu ra con còn khốn khổ hơn nó trăm lần cơ." "Dạ vâng, con cũng không trách em đâu ạ. Vì lỗi cũng là do con, nên con phải chịu trách nhiệm mà con đã gây ra." Bố tôi nghe vậy thì im lặng một hồi lâu, rồi bố tôi liền hỏi tôi: "À, mà ở trên thành phố, con đã đi xét nghiệm chưa thế?" "Con vẫn chưa, bố ạ." "Sao con không đi xét nghiệm đi, để biết mình có bị hay không chứ?" "Dạ, thôi, không cần đâu bố ạ. Người yêu mới của anh ta bị nhiễm, thì chắc chắn con cũng bị nhiễm nốt rồi, không thoát được đâu bố." "Không được, con phải đi xét nghiệm ngay. Ngày mai bố sẽ bán mấy tải thóc với mấy con gà để lấy tiền cho con. Rồi ngày kia bố con mình cùng đi xét nghiệm nhé." Vẻ mặt của bố tôi lúc đó rất kiên quyết. Nhưng tôi không muốn gia đình mình khốn khổ vì mình nữa. Tôi nói: "Dạ thôi, không cần đâu bố. Con đi làm cũng tích góp được một số tiền rồi. Có gì ngày kia con lên thành phố thì con sẽ xét nghiệm luôn." "Ừ, con đi xét nghiệm, rồi có gì con gọi điện về báo cho bố biết nhé." "Dạ, vâng." Nói xong, tôi đến gần bố, rồi lấy số tiền trong túi ra, dúi vào tay bố, rồi nói: "Con đi làm đã lâu, nhưng chưa biếu bố mẹ được đồng nào cả. Vì con cố gắng tích cóp để được một số tiền lớn biếu bố mẹ một thể luôn." Bố tôi liền đẩy tay tôi ra và nói: "Bố không cầm được đâu con. Con còn phải dùng số tiền này để đi xét nghiệm chứ." "Dạ, con có số tiền tiết kiệm cho riêng mình mà. Đây là tiền mà con tiết kiệm cho bố mẹ mà. Bố cầm lấy tiền đi, để con còn lo ăn uống cho gia đình mình, với tiền đóng học cho em nữa. Cũng sắp đến ngày đóng học cho nó rồi, đúng không bố?" Mặc dù bố tôi không muốn nhận, nhưng tôi cứ dúi vào tay bố, nên bố đành phải nhận cho tôi vui. Một lúc sau thì mẹ tôi cũng đi làm về. Thấy tôi, mẹ liền cười tươi hỏi tôi: "Nhung, con mới về đấy hả? Dạo này nhiều việc hay sao mà không về thế hả con?" "Dạ vâng, nhà hàng dạo này đông khách, với không có người làm thay con nên không nghỉ được mẹ ạ." "Thế à? Con ngồi nghỉ ngơi rồi đợi mẹ nấu cơm nhé. Mẹ nấu một tí là xong." "Mẹ không cần phải nấu đâu, con đã nấu xong hết rồi mẹ ạ. Con mà ở nhà thì mẹ cũng không cần phải động vào việc gì đâu, vì đã có con lo rồi." "Khiếp, ngày xưa tôi nhờ chị quét cái nhà mà mãi chị mới đi quét đấy." "Đấy là chuyện của ngày xưa thôi, giờ con lớn, con khác ngày xưa rồi chứ." Mẹ tôi hạ giọng hỏi: "Mà bệnh tình của con sao rồi? Con vẫn ổn chứ? Con đã đi xét nghiệm chưa?" "Con không sao đâu mà mẹ, con vẫn khỏe mạnh như thế này cơ mà.
Với ngày kia con lên thành phố thì con sẽ đi xét nghiệm, mẹ không cần phải lo cho con đâu. Chị là con gái, tôi thì tôi không lo là sao được. Thấy mẹ buồn và mẹ cũng đã khốn khổ vì tôi rất nhiều, nên tôi tiến tới ôm lấy mẹ và nói: mẹ cũng đã khốn khổ vì con nhiều rồi, nên chuyện này mẹ cứ để con tự giải quyết. Mẹ yên tâm, con không mất vì căn bệnh này đâu. Con phải cố gắng lên nhé, bố mẹ không muốn mất con đâu. Thôi, mình vào ăn cơm thôi mẹ, không cơm lại nguội hết. Mẹ giúp con dọn bát đũa ra nhé, để con ra ngoài vườn gọi bố vào ăn cơm. Vì lâu rồi mới về nên bữa cơm hôm đó tôi có rất nhiều chuyện để nói với bố mẹ. Còn em trai tôi vẫn còn đang giận dỗi tôi, nên lúc cả nhà ăn cơm nghỉ trưa xong thì nó mới lọ mọ ra ăn. Tối đến thì mẹ tôi có nhờ tôi nhổ hộ mẹ tôi ít tóc trắng. Tôi liền đồng ý ngay. Khi được nhìn rõ mái tóc của mẹ tôi thì tôi cảm thấy rất buồn, vì mái tóc của mẹ tôi đã bạc trắng đi. Nhiều có lẽ là vì mẹ tôi đã suy nghĩ cho tôi rồi lại trằn trọc thức khuya. Cuộc sống của mẹ tôi thật khốn khổ vì đã phải lo lắng nhiều thứ cho gia đình. Giờ mẹ lại phải lo cho một đứa con như tôi nữa. Lúc đó tôi muốn khóc, nhưng tôi cố nuốt những giọt nước mắt vào trong vì không muốn mẹ buồn. Ở nhà được thêm một hôm thì cũng là lúc tôi phải lên thành phố để tiếp tục làm việc. Tôi khá là buồn. Ở nhà tôi còn có bố mẹ để trò chuyện. Còn lên thành phố, tôi lại cô đơn một mình trong căn phòng trọ. Vì căn bệnh HIV nên tôi không tiếp xúc nhiều với ai. Sáng đạp xe đạp đi làm, tối lại đạp xe về phòng trọ. Mỗi ngày của tôi cứ diễn ra như vậy. Ngày nào bố mẹ cũng giục tôi đi xét nghiệm, nhưng tôi biết tôi đã bị nhiễm rồi nên không phải xét nghiệm làm gì cho tốn tiền. Khi bố mẹ gọi điện hỏi thì tôi cứ lấy lý do này lý do kia rồi làm sang chuyện khác. Công việc của tôi khá là bận, phải tăng ca với làm thêm vào cuối tuần suốt nên không có thời gian về quê. Mỗi khi có lương, tôi lại gửi cho chị họ tôi nhờ chị cầm về cho bố mẹ. Khi có thời gian về quê thì bố mẹ luôn khuyên tôi đi xét nghiệm, nhưng tôi cũng không nghe vì sợ tôi buồn nên bố mẹ không nhắc tới chuyện khốn khổ đó nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi lên thành phố làm việc đã được 4 năm. Lúc đó tôi đã có được tinh thần vui vẻ lạc quan vì bố mẹ tôi. Nhưng tôi lại hơi nát rượu, tại vì trước tôi hay mất ngủ một mình nằm phòng trọ buồn quá nên không ngủ được. Nên tôi đã mua chai rượu về, mỗi lần không ngủ được tôi làm vài chén, thế là lăn ra ngủ một mạch tới sáng luôn. Uống rượu nhiều rồi tôi quen miệng, nên lâu lâu không uống tôi lại thèm không chịu được. Hôm nay tôi phải tăng ca 11 giờ đêm. Tôi bắt đầu đạp xe từ quán về nhà trọ. Trời hôm nay gió mát nên tôi qua công viên ngồi ở ghế đá hóng gió một tí. Rồi tôi thấy mỏi chân, bởi vì cả ngày đứng với chạy liên tục nên tôi mới nằm xuống ghế đá hóng gió mát. Tôi tính là nằm 30 phút rồi dậy đi về. Ai ngờ tôi ngủ quên luôn đến tận 2 giờ đêm tôi mới tỉnh giấc. Tôi mới giật mình, thôi chết, mình ngủ quên rồi. Tôi vội vàng dậy thì thấy mất cái xe đạp. Tôi vô thức nói: thôi, thế là tôi mất cái xe để đi rồi. Thôi, đi bộ về vậy, mai qua cửa hàng xe đạp cũ hỏi mua cái xe đạp cũ vậy. Mua cái xe cũ mất tầm 200.000 thôi, mà không biết ai xấu tính thế, có cái xe đạp cũ nát rồi mà cũng lấy của người ta. Tôi đi bộ được một đoạn thì tôi gặp ba người đàn ông đi ngược chiều, vừa đi lại vừa nhảy kiểu như là say rượu. Thấy tôi, một tên ồ lên: ôi gái, gái đẹp kìa. Một tên tiến gần lại nhìn tôi nói:
gái xinh thật này, chúng mày ơi. Tôi cảm thấy lo sợ, liền vội bước nhanh, thì tên đó liền kéo tay tôi lại và nói: Em đi đâu mà vội thế? Đi chơi với bọn anh một tí đi nào. Tôi giật tay lại nói: Bỏ tôi ra mau. Mấy tên đó cười ha hà, túm lấy tôi nói: Kìa em gái, làm cái gì mà cáu gắt thế chứ? Chơi với bọn anh một tí đã nào. Tôi gào lên: Bỏ tôi ra. Rồi không để tôi kịp giãy giụa, một tên vác tôi, hai tên kia thì cười ha hà. Mà đêm vắng như vậy, không có ai nghe thấy tôi kêu cứu. Cả ba tên đó vác tôi vào trong công viên. Tôi hoảng quá, hét lên: Các người muốn làm gì tôi hả? Ngoan nào, chiều bọn anh một tí đi, lát anh cho tiền nhá. Ngoan, anh thương. Tôi vùng vẫy đứng dậy bỏ chạy, thì ngay lập tức bị bọn chúng tóm lại. Rồi hai tên giữ tay tôi, một tên giơ tay để cởi áo tôi. Tôi biết mình không thể chống lại được nữa, nên tôi nghĩ mình phải bình tĩnh để tìm cơ hội thoát thân lập tức. Tôi đổi giọng nói: Thế bây giờ bà anh muốn làm chuyện ấy phải không? Cả ba tên yêu dâu xanh gật đầu lia lịa. Tôi liền cười nói: Được rồi, em tự cởi quần áo, các anh cứ bình tĩnh chờ em thời gian còn nhiều mà, đi đâu mà vội. Hai tên giữ tay tôi buông ra, rồi cả ba tên cứ trố mắt nhìn tôi háo hức chờ đợi. Một tên hỏi tôi: Thế em gái làm cái gì mà đêm hôm còn lang thang ngoài công viên thế hả em? Tôi vừa cởi cúc áo vừa thở dài: Em sống vật vờ 4 năm rồi anh ạ. Em cũng đã có nhà, có quê đấy. Nhưng khổ nỗi, em bị si đa mấy năm rồi. Em khốn khổ lắm. Bố mẹ em đuổi em đi, không cho em về đấy. Các anh xem, em khốn khổ không? Bà tên trố mắt nhìn tôi. Một tên lắp bắp, tay còn run run nói: Em bị si đa đó hả? Vâng, em bị mấy năm nay rồi anh. Tôi cởi tung cái cúc áo ra rồi nói: Em bên này các anh ơi, hãy chiếm lấy em đi. Tôi mời chào nhiệt tình, thế mà ba tên đó nhìn nhau á lên một tiếng rồi bỏ chạy. Còn một tên hét lên: HIV đó, chạy đi chúng mày ơi, đừng có tiếp xúc với nó, bị lây có mà chết. Tôi vội vàng mặc áo vào, chạy một mạch về nhà trọ. Tôi chạy về tới nhà trọ thì thở dốc vì quá mệt. Vào trong nhà khóa cửa lại, tôi mới hoàn hồn. Tôi tự an ủi mình nói: Hú hồn, tí thì chết. Tính ra cái bệnh thế kỷ làm mình khốn khổ này cũng có lợi đó nhỉ. Rồi tôi tắm giặt lên giường nằm, vì bị trộm mất xe đạp nên tôi phải dậy sớm, đi bộ ra cửa hàng xe đạp cũ tìm mua một chiếc xe đạp cũ khác. Tôi tìm được một con xe đạp khá là cũ và tôi chốt luôn cô chủ lấy 250.000. Rồi tôi đạp xe ra đầu ngõ mua 5.000 xôi. Tôi đạp xe tới quán ngồi ăn. Các anh chị ở quán cũng tốt và thân thiện lắm. Thấy tôi ăn xôi, mọi người cứ nói là sao không ăn phở cho dễ nuốt. Rồi anh chị còn rủ tôi đi ăn phở. Nhưng tôi không bao giờ đi cả. Tôi tránh tiếp xúc với mọi người hết mức có thể, nên cả ngày tôi ngồi du rú trong nhà bếp. Những lúc rảnh rỗi, mọi người hay ngồi tụ tập ở ngoài ăn hoa quả chém gió với nhau rôm rả. Nhưng riêng tôi cứ ngồi im trong bếp, chả tiếp xúc với ai. Dần dần mọi người nghe tôi bị bệnh HIV khốn khổ. Nhưng tôi mặc kệ, ai thích nói gì thì nói. Tôi vẫn thích một mình hơn. Cuộc sống của tôi cũng thế, trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy. Cho tới khi tôi gặp một người, anh ấy tên là Tấn. Dạo này hay tới nhà hàng ăn lắm. Ngoài cái tên ra, tôi không biết gì thêm về Tấn cả. Tấn và bác chủ quán của tôi là hai anh em kết nghĩa với nhau. Vì bác chủ quán ngày xưa giúp Tấn rất nhiều để Tấn có được ngày hôm nay, nên Tấn thường xuyên tới đây ăn uống, tụ tập.
Hôm đó, mấy chị bưng bê, nghỉ hết. Anh đầu bếp sai tôi bê đồ ra ngoài cho khách. Tôi ngại không muốn bê, thì bác chủ quán quát tôi một trận, dọa đuổi việc, tôi mới đứng dậy bê đồ ra. Tôi bị ép làm, thì mặt tôi sưng lên, vừa phụ bếp vừa bê đồ đạc, làm tôi khá mệt và giận dữ. Tôi bê đĩa tôm nướng ra bàn anh Tấn và đặt rất mạnh, kiểu như là thái độ không vừa lòng ấy, còn rơi mấy con ra ngoài. Thế như vậy, tôi nhặt thả vào đĩa, rồi quay đít đi vào. Lúc anh chủ quán ra, thì Tấn hỏi: "Có nhân viên mới đấy à anh?" "Đâu có, người cũ cả mà em." "Cô bé vừa bê tôm ra đấy, em thấy lần đầu tiên mà." "À, cái con bé đó hả? Nó làm sắp được 4 năm rồi đấy, nhưng mà nó chỉ ngồi ở trong kia phụ bếp thôi, chả bao giờ ra ngoài tiếp xúc với ai cả. Hôm nay mấy đứa nhân viên bưng bê nghỉ hết nên mới bảo nó bưng bê đấy. Nó còn không ra, anh phải quát tháo mãi, dọa đuổi việc, nó mới chịu ra đấy. Ngày trước nó có thế này đâu, mà giờ lì thế không biết." Tấn bật cười bảo: "Sao cô ấy bê tôm ra mà nhìn cái thái độ cứ như muốn đánh nhau luôn rồi ấy." Bác chủ quán thở dài: "Giờ nhiều lúc bào không được, anh cũng điên lắm, muốn tống cổ nó đi thôi. Nhưng nghe mọi người nói, nó ở đây mưu sinh có một mình, nhà nghèo, nên có đồng nào lại gửi về cho bố mẹ. Thấy nó đáng thương, nên anh lại không nỡ đuổi việc nó." Tấn gật đầu, nói: "Thì mỗi người một hoàn cảnh mà anh, thôi hãy thương lấy cô bé." "Ơ, còn món cá chép đâu, để anh vào bếp xem được chưa nhé." Bác chủ quán đi vào, thấy đĩa cá nằm trên bàn, còn tôi thì đã rửa bát. Bác điên quá, quát lên: "Này con kia, mày không bê đồ cho khách à?" Tôi quay cổ ra cãi: "Khách đó là bạn của bác, thì bác tự bê đi." Anh chủ quán gào lên: "Mày có tin là tao ném hết cái đống bát kia đi không? Đứng dậy, bê đồ ra ngay." Tấn ở ngoài thấy chủ và nhân viên nói nhau ở trong bếp, anh ta ăn tôm cũng không trôi và bị nghẹn ở cổ. Tôi đứng dậy bê đĩa cá ra, bực không chịu được. Đã vậy bê ra tới nơi, Tấn lại còn cười, trêu: "Sao em không làm chân bưng bê mà cứ thích phụ bếp rửa bát mãi thế? Bưng bê nhàn hơn mà." Tôi nghiến răng nói: "Không phải việc của anh. Đây, cá của anh đây, ngậm miệng lại và ăn đi. Vì anh mà tôi bị chửi thậm tệ đấy. Thật là khốn khổ vì anh. Ăn gì mà ăn lắm thế không biết." Tấn lại càng cười to hơn, khiến tôi điên tiết quá. Lúc đó tôi chỉ muốn úp cả đĩa cá lên mặt của anh ta, nhưng tôi sợ bị đuổi việc nên tôi phải cố nhịn. Tấn vừa cười vừa nói: "Cô làm cái gì mà khó tính thế, bưng bê nhàn hơn thật mà." "Tôi làm gì thì mặc kệ tôi, chứ anh bận tâm làm cái gì?" Tôi gào lên rồi đi vào trong. Đi vào tôi chạm mặt bác chủ quán. Bác chủ quán hỏi tôi: "Ai làm cái gì mà mặt cô cứ sưng lên vậy?" Tôi không thèm nói gì, đi thẳng vào trong rửa nốt đống bát. Bác chủ quán ra ngoài hỏi Tấn: "Này, con bé kia làm thế nào, nó lại thái độ với em đấy hả? Anh cho nó nghỉ việc nhé." Tấn lắc đầu: "Ấy, sao lại đuổi việc cô ấy? Cô ấy tính trẻ con thôi mà. Em rất vui là đằng khác ấy. Cô ấy mà làm bưng bê thì có mà anh khốn khổ, vì bị khách đánh giá cũng nên." "Thôi, anh xin chú em đấy, chắc anh không dám cho nó bưng bê khách ngoài đâu." Ngày hôm sau, mấy chị nhân viên chạy bàn đã đi làm, thế là tôi không phải ra bưng bê nữa. Tôi ngồi vào vị trí của mình ở chỗ phụ bếp. Phụ bếp xong, tôi ngồi nghịch chậu nước cho mát, vì mùa hè nóng bức quá. Bác chủ đi vào, thấy tôi nghịch nước một mình, anh lẩm bẩm chửi: "Không biết cái đầu óc nó có vấn đề gì không, người khác thì muốn vươn lên, còn nó 4 năm rồi vẫn chọn cái nghề phụ bếp, đến là chịu." Tấn hôm nay lại đến, và đến còn rất sớm.
hôm nay anh ta tới một mình. Bác chủ quán ngạc nhiên. Tới một mình à? Bạn bè đâu hết cả rồi? Hôm nay em thích đi một mình nên không rủ bọn nó. Thế anh không chào đón khách sao? Có chứ, mời cậu em vào. Anh chỉ hơi ngạc nhiên thôi, vì từ trước tới nay em vẫn thích đông vui cơ mà. Tấn cười nói, lâu lâu cũng phải đổi gió một tí chứ, đầu bếp làm cho tôi thực đơn cũ nhé. Được rồi, ngồi tí anh sẽ bảo đầu bếp làm luôn cho. Tấn nhìn ngó xung quanh, thấy chị nhân viên, Tấn mới hỏi, cô bé hôm nay đâu rồi? Chị nhân viên lễ phép hỏi, cô bé nào ạ? Thì cô bé phụ bếp ấy ạ. À, con bé Nhung đúng không? Khi nào không có ai bưng đồ nên Nhung mới làm thay thôi ạ. Tấn gật đầu nói, được rồi, cảm ơn em. Ngồi một lúc lâu vẫn không thấy nên Tấn đi vệ sinh. Nhưng nhà vệ sinh không gần khu bếp nên Tấn có vẻ không vui. Vừa đi Tấn vừa ngó nghiêng, bác chủ quán đi ngang qua hỏi Tấn, em cần giúp gì sao? À không, em đi vệ sinh thôi mà. Bác chủ quán nhìn Tấn chằm chằm hỏi, em tìm kiếm ai thế? Đâu có, em có tìm ai đâu. Nhìn mặt em mờ ám lắm đấy nhá. Thế còn Hồng phải không? Hồng là nhân viên bưng bê xinh nhất quán đấy. Tấn gãi đầu, chưa kịp giải thích thì Hồng đi qua. Bác chủ quán liền gọi, Hồng, Hồng, lại đây bác bảo. Hồng đi lại nói, bác bảo gì cháu thế ạ? Đây, có anh Tấn tìm em đấy. Tấn muốn nói gì hay là muốn xin số của em Hồng thì cứ mạnh dạn nói đi nhé. Tôi ra chỗ khác cho hai người nói chuyện. Bác chủ quán đi luôn. Tấn đứng ngây ngẩn mặt ra. Hồng cười cười nói, anh Tấn tìm em có chuyện gì không ạ? Tấn không biết phải nói thế nào, cứ gãi đầu gãi tai lẩm bẩm, ông anh chết tiệt này, ăn nói lăng nhăng, mình biết nói gì bây giờ? Hồng thấy Tấn cứ đứng ngẩn người ra, liền chạm tay vào người của Tấn hỏi, anh Tấn à? Ừ, anh đây. Hồng bắt đầu làm giá, anh muốn nói gì với em thế? Nói nhanh đi nào, em có đi làm việc đây. Tấn ấp úng nói, em có thể cho anh xin số điện thoại của em được không? Hồng nghĩ bụng, tính xin số của mình để tán tỉnh đây mà, gớm, không nói luôn đi lại còn bày đặt ngượng ngùng nữa chứ. Hồng cười nói, dạ được mà, xin số thì có luôn. Tấn cười, em cho anh xin số của bé Nhung phụ bếp ở trong bếp nhé, anh cảm ơn nhiều. Hồng đang ở trên mây xanh rơi xuống đất dầm một cái, mặt Hồng nóng phừng phừng lên. Hồng hỏi lại, anh xin số của ai cơ ạ? Cô bé Nhung phụ bếp ở trong bếp đó. Ủa, chẳng lẽ còn có cô Nhung nào khác sao ạ em? Nghe vậy Hồng liền quát Tấn, anh đùa em đấy à? Tấn ngơ ngác hỏi, anh có làm gì em đâu mà em quát anh vậy? Em không quát anh, nhưng em mong lần sau anh đừng so sánh em với con Nhung đấy, vậy thôi. Tấn đang ngồi, rồi Tấn đứng dậy hỏi, Hồng có vẻ ghét Nhung nhỉ? Nhung làm gì có lỗi với em à? Thấy Tấn lại hỏi như vậy thì cô cười cho đỡ ngượng nói, đâu có, tại vì tính em không thích so sánh với ai cả. Em là em, còn Nhung là Nhung, mà làm sao mà giống nhau được ạ? Rồi Hồng không nói gì nữa, bê đồ đi ra. Bác chủ quán hỏi Tấn, này, em nói cái gì mà nó cứ xị cái mặt ra thế, lại còn cáu gắt nữa chứ? Lạ thật đấy, em có dám nói gì đâu. Em xin số của bé Nhung mà đã không cho, lại còn thái độ kỳ cục. Bác chủ quán sừng sốt nói, cái gì? Xin số con Nhung phụ bếp ư?
Em xin số nó làm gì thế? Tấn nháy mắt nói. Thì nhà nhiều cơm gạo nên tôi tính mang cho cô bé nuôi tôi lớn thôi mà. Bác chủ quán thấy Tấn có vẻ hứng thú với cô bé phụ bếp, nhân viên của mình, thì ngạc nhiên lắm. Bác nghĩ một ông chủ giàu có như Tấn lại có gu ăn mặn và khác người như vậy. Nhưng bác chủ quán lại nghĩ, giờ mình cũng không chịu nổi cái tính của con bé đó. Có gì con bé rửa bát đó chi bằng nhân cơ hội này đẩy nó đi luôn nhỉ? Nó ở đây chỉ làm mình thêm khốn khổ. Bác chủ quán bảo Tấn, anh có số của bé Nhung đây, cậu lấy không? Tấn sáng mắt lên nói, có chứ, cảm ơn anh nhé. 10 giờ đêm, tôi lại trèo lên con xe đạp cũ nát để về. Tấn đã chờ sẵn ngoài cổng và lái xe ô tô đi theo phía sau tôi. Mới đầu tôi không để ý, cứ tưởng người đi đường nên tôi mặc kệ, vẫn cứ ung dung đạp xe và chẳng bận tâm điều gì. Tấn lái xe theo sau, vừa đi anh vừa cười tủm tỉm nói, đi xe đạp mà vẫn đánh võng kinh thế, cô bé này thú vị phết nhỉ. Mãi sau, tôi cứ thấy có xe ô tô đi theo sau mình. Tôi cảm thấy lo lắng, nghĩ bụng, mẹ cha cái thằng nào theo dõi mình thế nhỉ? Mục đích của hắn là gì? Chẳng lẽ hắn tính cướp tài sản của mình ư? Tôi nghĩ vậy, thôi là sợ rợn hết cả người. Và rồi tôi lại càng đạp nhanh hơn. Nhưng tôi càng đạp nhanh tới đâu thì chiếc ô tô vẫn theo sát tôi tới đó, khiến tôi mệt gần chết. Hai chân tôi mỏi rã rời luôn. Tôi mới dừng lại để thở, để xem hắn ta có ý đồ gì với tôi. Tôi dừng thì hắn cũng dừng, tôi đi thì hắn cũng đi. Mẹ kiếp, có cái xe đạp cũ rích rồi mà tính trộm luôn của mình sao? Hay là thích sưu tầm xe đạp cũ nhỉ? Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định đứng lại để xem người đi theo tôi từ quán về tới đây là ai. Tôi liền dừng xe lại. Tấn ở trong xe ngạc nhiên nói, ủa, sao mà dừng lại rồi nhỉ? Tôi dừng xe đạp ở vỉa hè, quay đầu lại vẫy người lái xe. Tấn thấy tôi vẫy thì hạ cửa kính xuống và thò cổ ra nói, cô cứ đi tiếp đi, sao lại dừng lại thế? Tôi thở dài nhẹ nhõm khi nhận ra người đi theo mình từ nãy tới giờ là Tấn. Tôi hỏi, là anh sao? Là tôi đây. Tôi gắt lên quát, sao tự dưng đi theo tôi làm cái gì thế? Anh rảnh rỗi quá, sinh nông nổi rồi, có đúng không? Tấn cười nói, cứ như tôi với anh ta thân quen lắm ý. Tấn nói, tôi sợ cô đi một mình lỡ bị ai bắt cóc nên tôi mới đi theo cô thôi. Tôi bật cười nói, anh bị khùng à? Tôi vẫn đi làm một mình có sao đâu, làm gì có ai lại bắt cóc một đứa nghèo như tôi. Làm gì chứ, anh bị bệnh hơi nặng rồi đấy anh Tấn. Ây, sao lại nói thế? Nhỡ tên trộm muốn bắt cô về để đe dọa hãm hiếp cô thì sao? Cuộc đời sau này của cô sẽ khốn khổ đấy. Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình với anh ta rồi. Nhưng vì anh ta là anh em kết nghĩa của bác chủ quán nên tôi cố nhẫn nhịn, cố cười để cho qua, nói, thôi, đùa thế là đủ rồi, giờ thì giải tán, ai về nhà nấy, chào anh nhé. Tôi đạp xe đi thì Tấn lại lái xe theo tôi luôn. Tôi vừa đi, tôi lại vừa lẩm bẩm, chết tiệt, anh ta vẫn đi theo mình, anh ta muốn gì ở mình đây? Tôi không muốn anh ta biết nhà trọ của tôi nên tôi liền đi qua ngõ nhỏ mà ô tô không đi được, và thế mới cắt được đuôi anh ta. Tôi về nhà trọ tắm giặt rồi leo lên giường ngủ và quên anh ta luôn. Mãi 12 giờ đêm điện thoại có tin nhắn, nhưng lúc đó tôi ngủ rồi nên không biết Tấn nhắn tin cho tôi. Rồi chờ mãi mà không thấy tôi trả lời, anh ta liền gọi cho tôi, nhưng tôi để chuông bé
nên cũng không nghe thấy gì luôn. Tấn không ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi. Vài phút anh ta lại mở điện thoại ra xem có tin nhắn trả lời không, nhưng vẫn không có. Sáng tôi tỉnh dậy, thấy 3 cuộc gọi nhỡ, 2 tin nhắn. Nhưng tôi kệ, không thèm trả lời. Tôi đánh răng rửa mặt rồi đi làm và không thèm bận tâm về Tấn nữa. Còn Tấn thì mãi gần sáng ra anh ta mới ngủ được. Sáng dậy mắt nhắm mắt mở, anh lại vội tìm điện thoại xem có tin nhắn trả lời không, thì vẫn không thấy. Tấn ngồi mặt buồn rượi, nghĩ bụng, sao cô ấy không trả lời mình nhỉ? Tấn lại nhắn tiếp một tin nữa, nhưng không thấy trả lời. Anh lại gọi lại, nhưng lúc anh gọi, tôi đang đi trên đường nên tôi không nghe. Tấn thoáng buồn, chưa bao giờ anh bị người ta bơ như vậy. Các cô gái mà anh quen chỉ cần anh liếc mắt để ý tới là lập tức tối về chủ động nhắn tin cho anh. Vậy mà lần này anh chủ động nhắn tin và gọi điện cho một cô gái, anh lại bị thất bại. Tôi tới quán việc đầu tiên là cầm chổi quét dọn, nên tôi cũng lôi điện thoại ra xem. Tôi đang quét thì chị Hồng tới. Chị Hồng thấy tôi, chị liền nhớ lại cái vụ anh Tấn hôm qua xin số của tôi. Chị nổi điên lên, chị liền lấy chân đá và xô rác đổ hết ra sàn nhà. Chị gắt giọng lên quát, để cái xô rác giữa lối đi thế này à? Mày để thế thì ai đi được hả? Tôi khẽ nói, đường rộng thế mà chị đi sao không tránh ra? Sao? Tao không thích tránh đấy. Làm gì tao thì làm đi. Em có làm gì có lỗi với chị đâu mà mới sáng ra chị đã cắt cổng với em như thế. Tự bản thân mày biết đi. Tôi nghĩ mãi mà không hiểu tại sao chị Hồng lại gắt gỏng với tôi như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi vừa đứng phụ nấu ăn vừa nghĩ, tôi làm cái gì mà chị Hồng lại tỏ thái độ với tôi như vậy chứ? Mà bấy lâu nay tôi chỉ phụ bếp chứ có làm gì khác đâu. Nghĩ mãi không ra, tôi lại càng muốn tránh mặt chị Hồng và mọi người. Nhưng tôi lại càng tránh, chị lại càng kiếm cớ gây chuyện với tôi. Bình thường là các chị nhân viên sẽ dọn bàn và bê bát xuống cho tôi rửa, vì tôi làm luôn cả công việc rửa bát. Chị Hồng bê xuống rồi cầm cái đĩa ném vào chậu dầu rửa bát, khiến bọt bắn đầy lên mặt và cổ áo của tôi. Tôi vội lau mặt và ngẩng lên hỏi, chị, sao chị lại làm như thế? Chị Hồng vênh mặt lên nói, ta muốn thế đấy, mày ý kiến gì hả? Em làm gì sai với chị sao mà chị đối xử với em như vậy? Tao muốn mày cút đi khỏi đây đi. Tôi hét lên, vì sao em lại phải cút? Chị Hồng nghiến răng nói, vì tao ngứa mắt với mày, mày cút đi, mày cút ngay đi. Tôi mới điên quá, hất nước vào người chị và gào lên, em không cút đấy, chị không có quyền đuổi em. Em vẫn phải duy trì công việc này vì cuộc đời của em đã quá khốn khổ rồi. Chị làm sao mà hiểu được hả? Nói xong, chị Hồng với tôi hất nước vào nhau, rồi chị Hồng lao vào túm tóc tôi. Và tôi cũng không vừa, tôi cũng túm tóc chị ấy. Hai người túm tóc giằng co, mọi người ở ngoài mới chạy vào can, rồi bác chủ quán xuống quán quát, này, sao lại đánh nhau thế hả? Ra ngoài nói chuyện với tôi. Tôi và chị Hồng đầu óc rối bời, hậm hực nhìn nhau rồi đi ra ngoài bàn đối diện với bác chủ quán. Bác chủ quán đập tay xuống bàn tức giận quát, nói đi, lý do vì sao đánh nhau như vậy hả Hồng? Hồng nói trước. Chị Hồng sụt sùi khóc nói, cháu mang bát đĩa xuống cho nó rửa, không may để mạnh quá làm ít bọt bắn vào người nó, rồi nó hất luôn nước vào mặt cháu đấy. Chú nhìn đây này, bẩn hết cả áo đây rồi. Rồi cháu nói nó xông vào đánh cháu, không muốn làm việc ở đây nữa đâu, cháu lại khốn khổ thế này. Bác chủ quán động viên chị Hồng, ấy
Cháu cứ bình tĩnh đã, để bác giải quyết cho. Rồi bác chủ quán quay sang quát tôi. Sao cháu ích kỷ, hẹp hòi thế? Bắn có tí bọt vào người thôi mà hành xử như vậy hả? Tôi định giải thích thì bác chủ quán quát ầm lên. Tôi cho cô nghỉ việc nhé. Tôi quá chán khi phải thấy cái mặt của cô rồi. Cô làm tôi phải khốn khổ bao nhiêu lần rồi. Mà ngày trước cô có thế này đâu. Thế còn bác nữa, bác cũng thay đổi rồi, ngày trước thì bác khen cháu thế này thế kia, sao giờ bác lại lật mặt nhanh thế? Đấy là ngày xưa cô ngoan, cô chịu khó, với hoàn cảnh của cô cũng vất vả nên tôi mới thương. Nhưng giờ nhìn lại cô đi, nhờ làm việc thì sưng mặt lên, bừng đổ cho khách thì thái độ. Tại cô vì nhà hàng này mấy phen khốn khổ rồi đấy. Nhưng mà cháu... Nhưng mà cái gì? Mau đi khỏi đây cho tôi. Tôi thở dài rồi dắt xe đạp ra cổng. Tôi nghĩ bụng, thất nghiệp rồi sao? Rồi cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu? Thôi, cứ về nhà trọ đi đã, rồi tính vậy. Tôi về rẽ vào chợ mua ít cá khô về ăn dần. Vì có thể tôi sẽ chưa tìm được việc ngay nên tôi phải chi tiêu thật tiết kiệm. Cứ mua 2 cân cá khô là tôi ăn được gần mấy tháng. Mua cân lạc về rang muối nữa, vậy là sống qua ngày rồi. Từ hôm đó, Tấn lại tới, lần này anh không ngại nữa mà đi thẳng vào bếp hỏi anh đầu bếp. Cô bé Nhung hôm nay không đi làm à? Nhung á? Nhung nghỉ việc từ hôm trước rồi anh ạ. Sao lại thôi việc? Không có công việc này cô ấy sẽ chật vật khốn khổ lắm đấy. Anh đầu bếp ghé tai vào tai của Tấn nói thầm. Hôm qua Nhung với Hồng đánh nhau, bác chủ quán bênh Hồng đuổi việc Nhung rồi anh Tấn ạ. Tấn nhăn mặt nói. Thì ra là vậy. Cậu biết nhà trọ của Nhung ở đâu không? Em có. Lần trước xe đạp của Nhung bị hỏng, em đã cho Nhung đi nhờ về rồi. Em viết địa chỉ cho anh nhé. Ừ, anh cảm ơn. Tấn cầm tờ giấy ghi địa chỉ của nhà trọ đút vào túi áo rồi đi ra ngoài. Hồng thấy Tấn thì vội vàng gọi. Anh Tấn, anh ăn cái gì? Để em bảo đầu bếp làm cho. Anh Tấn không thèm nhìn Hồng nữa, vừa đi Tấn vừa nói. Cảm ơn, anh không ăn gì cả, anh về đây. Hồng vội vàng chạy theo kéo tay của Tấn, nói. Ơ kìa, anh đứng lại, em bảo đã. Tấn gạt tay Hồng ra rồi nói. Anh bận rồi. Hồng đứng nhìn Tấn lái xe ô tô đi, còn cô ta bực tức nói. Làm gì mà không còn thèm nhìn mình nữa, bực mình thế chứ. Tôi thất nghiệp, ở nhà tranh thủ ngủ nướng cho đã cái mắt, rồi mới tính đi xin việc mới. Tại vì 4 năm liền làm ở quán, không đi đến đâu cả, nên giờ đi tìm công việc mới, cứ thấy ngại ngại sao ấy. Nên tôi quyết định nghỉ ngơi vài hôm. Gạo, muối, cá khô đã có sẵn rồi, mà không cần phải vội làm gì. Tôi khóa chặt cửa đi ngủ. Tấn mò tới tận khu nhà trọ ổ chuột của tôi. Anh gửi xe ở ngoài rồi đi vào. Khi khu trọ hỏi thăm đường tới phòng trọ của tôi, tới gõ cửa. Tấn gõ cửa làm tôi tỉnh giấc, hỏi vọng ra. Ai đấy? Là tôi đây. Tôi nào? Anh không nói tên thì tôi biết được anh là ai. Tôi là Tấn đây. Cô dậy mở cửa cho tôi đi. Tôi lẩm bẩm. Tấn quái nào thế nhỉ? Mình có quen ai tên là Tấn đâu. Cô mở cửa ra là biết liền mà. Chờ tí. Tôi dậy đi ra mở cửa, thấy Tấn, tôi mới nhận ra. Tôi nói. Hóa ra là anh à, anh có việc gì thế? Tấn ngó vào trong phòng tôi rồi nói. Tôi vào nhà được không? Tôi ngáng chân không cho Tấn vào. Tôi nói. Không được, có gì nói luôn ở đây đi. Tấn liền nói dối tôi để được vào nhà. Tôi mỏi chân quá, cô cho tôi vào nhà một lát được không?
Tôi nghỉ tí rồi tôi đi liền. Không là không, anh là cái gì mà đòi vào phòng ngủ của tôi chứ? Thế có gì mờ ám trong đó rồi sao mà không cho tôi vào? Tôi không thích ai vào phòng của tôi cả, thế thôi. Tấn liền đẩy tôi rồi phi vào phòng, ngồi mặt tỉnh bơ luôn. Tôi điền quá, gắt lên quát. Sao mà anh lì thế? Tôi không cho phép anh vào mà anh cứ cố tình vào là sao? Tấn lấy cốc tự rót nước rồi uống, rồi nói. Cô làm cái gì mà khó khăn thế? Tôi ngồi chơi một lúc thôi, rồi tôi về cơ mà. Tôi ngồi xuống giường không nói gì. Tấn uống nước xong, nhìn ngó xung quanh, nói. Phòng cô chật chội thế, chắc chỉ vài mét vuông thôi nhỉ? Tôi ở có một mình thôi, mà cần gì rộng chứ? Với lại, tiền nào của nấy, thuê nhà to đẹp, đi làm không đủ tiền trả trọ, với không đủ tiền gửi cho bố mẹ mất. Vốn ở một mình và mấy năm nay không có ai vào cả, nên tôi hơi bừa bộn. Quần áo thay ra để luôn ở đầu giường một cái, ở cuối giường một móc, góc nhà nữa. Quần áo treo lung tung, không có lần lượt gì cả. Quần áo rơi vương vãi, không thèm cất. Ở gần cửa để ba đôi dép, không theo hàng lối nào. Hết bát ăn cơm trưa cũng chưa thèm rửa. Cái cảnh sống một mình nó khốn khổ như thế nào, ai cũng biết. Tấn đứng dậy, rồi lại ngồi xuống gãi đầu gãi tai. Tôi cười gượng nói. Anh thông cảm nhé, tôi sống một mình nên hơi bừa bộn thôi, đừng cười tôi. Tấn gật đầu nói. Tôi hiểu mà, tôi sống một mình cũng phải thuê người dọn chứ, tôi bừa bộn lắm, một tháng cũng mất 10 triệu để thuê người dọn nhà đấy. Ôi, cao vậy, dọn nhà mà lương cao thế á? Tôi đi phụ bếp suốt cả ngày, còn phải tăng ca nữa, được có 7 triệu thôi đấy. Mà sao cô lại bị đuổi rồi? Nếu không biết tìm việc mới ở đâu thì cô làm giúp việc nhà tôi không? Nếu cô làm, tôi trả cô 10 triệu một tháng, nuôi ăn, nuôi ở luôn. Tôi ngập ngừng nói. Anh nói thật hay là đùa tôi đấy? Ai đùa cô làm gì chứ? Nếu cô biết nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa thì đến làm đi. Bởi vì cô dọn nhà cho tôi, cô ấy chỉ dọn nhà thôi, chứ cô không biết nấu cơm, nên thành ra tôi đều phải ăn ở ngoài thôi. Tôi thèm bữa cơm gia đình lắm. Bảo sao, ngày nào anh cũng thấy quán ăn là phải. Để tôi suy nghĩ đó nhé. Tấn gật đầu nói. Cô cứ nghĩ kỹ đi, rồi trả lời cho tôi biết nhé. Tôi bảo. Thế giờ anh về đi, có gì mai tôi trả lời nhé. Cô lại đuổi khách rồi đấy. Thì nói chuyện xong rồi mà anh về đi, hay còn định ăn vạ ở đây nữa hả? Bụng Tấn sôi sục, anh buồn nói. Tôi đói quá, nhà cô còn cơm không? Trời ơi, tôi ăn cơm với cá khô đấy, anh nuốt làm sao được mà đòi ăn cơm nhà tôi. Tấn vẫn nuốt nước bọt nói. Tôi ăn được mà, có gì cô cứ cho tôi ăn đi. Tôi cau mày, khó chịu nói. Đến chịu với mấy người nhà giàu các anh thôi, ra ngoài nhà hàng 5 sao, ăn cho sướng, việc gì phải khốn khổ như tôi làm gì. Thôi, cô đừng nói nữa, mau lấy cho tôi bát cơm đi, không tôi ngất ra đây là tôi ở luôn đây đấy. Tôi vét bát cơm nguội, bật bếp ga lên, dán cho anh ta hai con cá khô. Làm xong tôi nói. Đây, anh ăn thử đi, xem có ăn được không nào. Mà này, đừng có mà nôn ra nhà tôi đấy nhá. Anh mà nôn ra, tôi bắt anh dọn đấy. Tấn rất hào hứng, anh gắp con cá khô, đưa lên mũi ngửi ngửi, nói. Mùi là lạ quá nhỉ. Cá khô nó vậy mà, nhưng anh ăn có được không đấy? Ăn được chứ sao, có chết được đâu mà phải lo. Tấn đưa lên mồm, cắn một miếng, rồi cảm nhận. Anh ta im im, tôi mới liền hỏi. Khó nuốt lắm sao?
Tấn liền nhanh, ngon lành nói. Ngon thật đấy, vừa lạ miệng vừa vặn nữa, ăn với cơm rất ngon. Tôi ngồi ra chỗ khác nhưng vẫn liếc mắt xem Tấn ăn. Tấn ăn phát hết hai con cá. Anh ta hớn hở nói, cô rán thêm đi, ngon quá. Tôi không nỡ rán vì đó là đồ để tôi sinh tồn đến khi tìm được việc. Nhưng thấy Tấn cứ nài nỉ, tôi lại đi rán cho anh ta. Tôi vừa rán cá vừa nói, mỗi bữa tôi rán có hai con thôi, anh ăn hơi bị tốn rồi đấy, tôi cần phải tiết kiệm để ăn dần đấy. Tấn tươi cười hỏi, bao nhiêu tiền một cân vậy? 150.000 một cân đấy. Được, tôi mua cho cô hẳn một tấn luôn, tha hồ mà ăn, cô sẽ không phải sống khốn khổ như thế này nữa đâu. Tôi há mồm kinh ngạc nói, một tấn sao? Anh muốn tôi ăn cá khô 10 năm liền đấy hả? Tấn cười ngại, thế à, tôi cứ tưởng cô thích ăn cá khô, chứ mà cô làm sao cứ bảo cuộc đời cô khốn khổ vậy? Cô cho tôi biết đi, gia đình cô có chuyện gì à? Hay cô bị bệnh gì? Tôi tí nữa thì buột miệng nói ra tôi bị bệnh. Nhưng may quá, tôi kìm lại được. Tôi trợn mắt nhìn Tấn. Anh ăn xong rồi thì về đi, ngồi đấy mà hỏi chuyện của tôi làm gì? Tôi có chuyện gì thì mặc kệ tôi, không cần anh phải quan tâm đâu. Tôi hỏi để biết thôi, nếu giúp được thì tôi sẽ giúp. Thôi, nói chung là anh ăn nhanh rồi mau đi về đi. Tấn ăn xong, trông mặt anh ta hài lòng lắm. Trước khi về anh còn dặn tôi, tôi về đây, cô suy nghĩ kỹ rồi trả lời cho tôi biết nhé. Vâng, anh về đi. Tấn về rồi, tôi bê bát đi rửa rồi lên giường nằm suy nghĩ. Hay mình đến nhà làm giúp việc cho nhà anh ta nhỉ? 10 triệu một tháng đấy không phải là số tiền nhỏ đâu. Cuối cùng sau một đêm suy nghĩ, tôi cũng nhận lời về làm giúp việc cho nhà Tấn. Tôi nghĩ tới trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, đó là anh ta tính lợi dụng tôi. Vì thấy tôi ngoan ngoãn, ít tiếp xúc với mọi người, nên anh ta mới tiếp cận tôi và còn trả lương 10 triệu một tháng cho tôi nữa chứ. Vì tôi hay đọc báo thấy mấy cái vụ đại gia thành phố thích gái quê, và tôi nghĩ có thể anh ta thuộc trong số đó. Nhưng tôi không hề sợ. Nếu mà anh ta có ý đồ xấu với tôi sẽ nói cho anh ta biết tôi mắc bệnh, làm cuộc đời của bao nhiêu người phải rơi vào cảnh khốn khổ, bế tắc. Xem anh ta có dám giở trò với tôi nữa không. Ngày hôm sau, tôi dọn quần áo rồi Tấn đi tới phòng trọ đón tôi. Tấn ở một mình và sống trong căn biệt thự 3 tầng khang trang, rộng rãi, có sân vườn và cả bể bơi nữa. Có rất nhiều phòng nên Tấn để tôi tự chọn phòng ngủ của mình. Tôi chọn phòng ở tầng 1 ở dưới cho tiện công việc của tôi. Công việc của tôi cũng không nhiều lắm, vì sáng dậy đi chợ mua thức ăn, nấu hai bữa cơm, giặt giũ dọn dẹp so với công việc rửa bát thì làm ở đây có vẻ nhàn hơn một tí. Tấn cũng bận công việc suốt nên chỉ ăn cơm tối ở nhà thôi, nên tôi cũng chỉ nấu buổi tối. Thời gian rảnh, tôi vào phòng sách của Tấn lấy sách đọc cho đỡ buồn. Từ ngày có người nấu cơm cho Tấn ăn nên Tấn cũng ít la cà quán xá hơn. Mấy hôm nay thấy Tấn đến, Hồng có vẻ sốt ruột, cứ ngóng ra ngóng vào. Cô hỏi bác chủ quán, bác ơi, lâu rồi không thấy anh Tấn tới quán mình nhỉ? Ừ, chắc nó bận đấy, đợt này công việc của nó cũng nhiều mà. Bác cho cháu xin số điện thoại của anh Tấn đi, cháu muốn hỏi anh ấy chuyện này. Ừ đây, bác có đây, để bác cho cháu. Hồng lưu số của Tấn lại để tối về cô gọi cho Tấn hỏi thăm. Ở nhà thì tôi đã nấu ăn xong, dọn ra bàn để Tấn ăn. Khi nào Tấn ăn xong thì
tôi mới ăn, rồi lúc đợi tôi sẽ đi lau dọn tầng 1. Tấn không đồng ý, anh bắt tôi ngồi ăn cùng anh bằng được. Anh nói, nếu hôm nay không kịp lau thì để ngày mai lau cũng được, bẩn một tí cũng không sao. Cô mau ngồi ăn đi, không thức ăn nguội hết bây giờ. Thôi, tôi phận là đầy tớ thì sao mà dám ngồi chung với chủ mình cơ chứ. Anh cứ ăn đi, tôi ăn sau cũng được. Ở đây không phân biệt chủ tớ, miễn sao cô sống thật lòng với, không phản bội tôi là được rồi. Nghe Tấn nói vậy, tôi cũng không ngại nữa, ngồi ăn với Tấn luôn. Tôi và Tấn đang ngồi ăn cơm thì Hồng gọi cho Tấn, nói, alo, anh Tấn đấy à? Em Hồng đây ạ. Hồng nào ấy nhỉ? Tôi làm gì có quen ai tên Hồng đâu. Với công ty tôi cũng không có ai tên là Hồng nữa. Em là Hồng, làm ở quán lẩu của anh làm chủ đấy mà. Mấy hôm nay không thấy anh tới quán, anh quên em rồi sao? Tấn mới nhớ ra, nói, à, nhớ rồi, có việc gì không em? Tôi nghe rất rõ giọng nói trong điện thoại, hóa ra là chị Hồng sao? Hồng thò thẻ trong điện thoại bảo Tấn, mấy ngày hôm nay không thấy anh đến quán, thế em nhớ anh quá, đến đây đi anh. Vì câu nói của Hồng mà anh cứ nhìn tôi, làm tôi ăn miếng thịt cũng không trôi. Tấn nói, à, dạo này có người nấu cơm cho anh rồi nên anh không ăn ở quán nữa nhé, hôm nào rảnh anh qua sau. Hồng có vẻ tò mò, ai nấu cơm cho anh thế? Anh có thể cho em biết được không? À, là bạn gái của anh nấu cho anh ăn. Hồng sững người nói, anh nói gì cơ? Anh có bạn gái rồi à? Cô ấy đang ngồi ăn cùng với anh đây này. Tôi nghe xong liền nhìn xung quanh, nghĩ bụng, làm gì có ai đâu nhỉ? Rốt cuộc thì anh ta đang nói ai là bạn gái của anh ta vậy? Thấy tôi ngơ ngác, Tấn hỏi rõ to, sao thế em yêu? Tấn hỏi thế làm tôi đã rất ngạc nhiên rồi, bị sặc, cơm ho sặc sụa. Tấn mới lo lắng hỏi, Nhung, em có sao không? Thôi Hồng nhá, anh đang bận chút việc. Tấn tắt máy luôn, nhưng mà đầu dây bên kia Hồng vẫn nghe rõ câu Nhung, em có sao không? Hồng hoang mang, nói thầm với chính mình, Nhung nào thế nhỉ? Cô gái ấy là ai vậy anh Tấn? Anh nói, anh ấy đã có bạn gái sao nhanh vậy được chứ? Mấy hôm trước vẫn còn xin số của mình, với lại hỏi bác chủ quán thì bác chủ quán hỏi anh ấy chưa có người yêu cơ mà nhỉ? Hồng không cam lòng, cô quyết đến tận nhà để tìm Tấn, để tận mắt chứng kiến thì cô mới chấp nhận được. Nhưng Hồng chưa kịp tới thì Tấn rủ tôi đi ăn ở quán ngày trước. Tôi làm việc. Mới đầu Tấn rủ tôi đi, tôi không đi vì ngại, nhưng nghĩ lại, lúc đầu bị Hồng sỉ nhục và bác chủ quán coi thường, tôi tức lắm. Tôi sẽ đến với vai trò là khách để xem cô ta phản ứng thế nào đây. Tấn chờ tôi ở ngoài, còn tôi thì lục tung cái ba lô quần áo lên, nhưng mà không tìm được cái áo nào mới cả. Tấn mới ở ngoài chờ lâu quá, gọi vào, sao lâu thế em, nhanh lên đi. Tôi lại hét vọng ra, đây, tôi xong rồi, mình đi thôi Tấn. Tôi mặc cái áo dài đã ngả màu thì Tấn liền nhăn mặt hỏi, cô không còn cái áo nào mới hơn sao? Không, cái này mới nhất rồi. Với tôi có sắm sửa quần áo nhiều đâu, nên có mỗi cái này là mới nhất trong cái túi đồ của tôi. Tôi mua cho cô mấy bộ nhé. Tấn đưa tôi vào một cửa hàng quần áo lớn và bảo tôi chọn vài bộ quần áo và chọn một chiếc váy màu trắng để mặc luôn đi tới bữa ăn. Chiếc váy xinh xắn vào trong người tôi khác hẳn. Tôi nhìn mình trong gương còn không nhận ra. Tôi đi ra ngoài để cho Tấn xem thì Tấn cũng gật đầu ưng ý.
bộ này quá đẹp luôn, rất hợp với cô. Thế tôi lấy bộ này nhé. Được rồi, cô mang ra quầy đi, để tôi thanh toán nhé, rồi chúng ta còn đi ăn nữa. Lúc lấy váy thử, tôi quên không nhìn giá, nên khi thanh toán thì chiếc váy này có mức giá khá đắt. Tôi mới kéo Tấn ra nói thầm. Chiếc váy này đắt quá, chắc tôi không lấy nó nữa đâu. Với chiếc váy sang trọng như vậy, tôi mặc cũng đẹp thật, nhưng mà nó đắt như vậy thì tôi lấy tiền đâu ra mà trả cho anh. Khéo tôi phải khốn khổ để trả nợ cho anh mất. Tấn mỉm cười đáp. Khốn khổ trả nợ cái gì chứ, tôi đã bảo là tôi mua cho cô rồi mà. Chỉ cần cô thích cái gì thì giá cả với tôi nó không quan trọng. Mà tôi đi mua đồ có bao giờ nhìn giá đâu. Nhưng mà... Thôi không nhưng nhị gì hết, cô chờ tôi nhé để tôi thanh toán. Tấn nói vậy thì tôi im lặng, không nói gì nữa. Tôi thấy mình được Tấn trân trọng như một nàng công chúa vậy. Tôi không nghĩ anh ta tốt như vậy với tôi, thế mà lúc đầu tôi còn tưởng tượng anh ta là người xấu nữa cơ. Tôi với Tấn bước vào quán, bác chủ quán còn không nhận ra tôi. Bác hỏi. Tấn đây à, em sao mấy hôm nay không tới thế? À, còn đây là bạn gái của em đấy hả? Tấn gật đầu nói. Đúng, đây là bạn gái của em. Bác chủ quán khen. Bạn gái cậu xinh quá, chúc mừng em nhé. Thế là sắp được ăn cỗ rồi đây. Tấn nháy mắt nói. Sắp rồi nha, anh cứ chuẩn bị đi. Mà anh không thấy bạn gái em nhìn quen quen sao? Bác chủ quán quay lại nhìn tôi gãi đầu. Đây là ai? Anh cũng không biết được. Tôi cười nói. Em là Nhung đây, anh không nhận ra em sao? Bác chủ quán há hốc mồm kinh ngạc. Đây là Nhung ư? Dạ vâng, em đây. Bác chủ quán ngạc nhiên lắm, muốn hỏi Tấn lý do, nhưng vì có tôi ở đó, bác chủ quán không dám hỏi, lặng lẽ đi vào bếp, dặn đầu bếp làm đồ ăn cho chúng tôi. Đồ ăn làm xong, Hồng bê ra cho chúng tôi. Thấy Tấn thì cô ta mừng lắm, nhưng mà thấy Tấn đi cùng một người con gái khác thì mặt cô ta sầm lại. Mặc dù cô ấy chưa nhận ra tôi, thấy Hồng bê cái bếp nướng ra, tôi mới hỏi. Chị Hồng có khỏe không ạ? Nghe cái giọng quen quen, chị Hồng ngước lên nhìn tôi hỏi. Chị là ai thế ạ? Em là Nhung đây mà. Hồng tròn mắt nhìn tôi, rồi nhận ra đúng là tôi. Chị ấy giật mình, làm rơi cái bếp nướng vào chân dầm một cái. Thế là dập hai ngón chân. Chị khốn khổ hét lên. Đau quá! Tôi vội nhấc cái bếp nướng ra, nhìn hai ngón chân của chị Hồng bị dập thì xót xa. Chị Hồng khóc nức lên vì đau quá. Bác chủ quán thấy vậy, đưa chị Hồng tới bệnh viện gần đó luôn. Lúc bác chủ quán bế chị Hồng ra xe mà chị ấy vẫn còn ngoái cổ lại nhìn tôi. Chắc là chị ấy không ngờ được tôi thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Mặc dù khốn khổ vì chân đau, nhưng chị ấy vẫn cố gắng hỏi. Bác ơi, có phải là con Nhung không hả bác? Đúng rồi, Nhung đó. Bác không nghĩ rằng thằng Tấn lại yêu nó một cách nhanh như vậy. Tấn sốc lên sốc xuống, bác chủ quán đưa chị Hồng đi viện, rồi tôi cảm thấy hơi ngại. Tôi bảo với Tấn. Biết thế, tôi không nên tới đây, thì chị Hồng đã không bị thương. Tại tôi mà bác chủ quán với chị Hồng phải khốn khổ như vậy. Tôi cảm thấy mình có lỗi quá. Tấn bình thản gắp đồ ăn cho tôi nói. Có gì phải ngại đâu chứ, cô có làm sai chuyện gì đâu. Họ sai và đã coi thường cô nên phải chịu thôi. Cô nghĩ ít thôi, ăn nhiều vào nhé. Tôi gật đầu nói. Vâng, cảm ơn anh vì tất cả. Không phải cảm ơn tôi đâu, cô xứng đáng có một cuộc đời tốt hơn mà. À tôi quên, tôi vẫn chưa mua cá khô cho cô rồi. Anh lại trêu tôi nữa hả?
Thì cô thích ăn cá khô còn gì? Cô không muốn sống khốn khổ nữa hả? Tôi không muốn ăn cá khô nữa rồi. Tôi thích ăn thịt cơ. Rất thích nhiều thịt đấy. Mà giờ lương cao thì tôi cũng không cần phải sống khốn khổ nữa rồi. Đây, thịt đây, cô ăn đi, cho nó đỡ thèm. Trong bữa ăn, Tấn cứ chọc tôi, làm tôi cười mãi. Dần dần tôi và Tấn thân thiết hơn. Hôm tới là đến ngày lấy lương, tôi xin Tấn về quê một ngày, đưa tiền cho mẹ, rồi lại lên luôn. Tấn ngạc nhiên hỏi: sao cô lên sớm thế? Không ở nhà chơi với bố mẹ vài hôm sao? Tôi có bắt cô phải lên luôn đâu. Tôi lắc đầu nói: thôi, ở trên này nhiều, giờ tôi cũng quen rồi. Giờ về nhà ở tôi không quen. Với lại tôi còn lên cơm nước cho anh nữa chứ. Tôi ăn ở ngoài mấy bữa cũng được chứ sao. Mỗi tháng tôi cho cô nghỉ 3 ngày hoặc 5 ngày về quê thăm mẹ nhé. Tôi liền từ chối luôn: không, không, tôi không cần đâu. Thôi, tôi đi làm việc đây. Tôi đi xuống bếp luôn để tránh việc Tấn nói tiếp. Tấn có vẻ khó hiểu. Anh không biết tại sao tôi lại không muốn về nhà như vậy. Anh nghĩ chắc là trước kia cô ấy có chuyện gì nên giờ cô ấy không muốn về nhà. Có chuyện gì nhỉ? Sáng nay tỉnh dậy, tôi đi ra ngoài, thấy trên bàn sẵn đồ ăn và trên bàn còn có một bó hoa hồng. Tấn đang lúi húi làm đồ ăn. Anh ta khá vụng về trong khoản đấu. Tôi mới ngạc nhiên hỏi: anh Tấn ơi, nay nhà mình có khách à? Tấn lau mồ hôi trên trán nói: không, tôi được nghỉ làm nên có nhiều thời gian rảnh thì tôi nấu thôi. Với nay là ngày đặc biệt mà. Tôi vẫn không hiểu hôm nay là ngày gì. Tôi phụ Tấn bê thức ăn ra. Nhìn Tấn thế mà có thể làm nhiều đồ ăn ngon, tôi mới hỏi: nay là ngày gì thế? Cô cứ ra bàn đi, rồi tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi và Tấn vừa ngồi xuống thì Tấn cầm bó hoa đưa cho tôi, nói: Nhung, chúc mừng sinh nhật vui vẻ nhé. Nghe anh nói như vậy, tôi mới thực sự nhớ ra hôm nay là ngày sinh nhật của mình mà không nhớ. Có lẽ vì cuộc sống khốn khổ, vất vả nên tôi mới quên đi ngày tôi được sinh ra trên đời. Thấy tôi cứ lơ ngơ, Tấn liền nói: chúng ta hãy cùng cụm ly nhé, để chúc mừng cô thêm một tuổi mới, gặp nhiều may mắn hơn. Tôi rưng rưng cảm động, nói: anh làm tôi bất ngờ quá. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho mình đấy. Tấn cười nói: thế từ nay về sau tôi tổ chức sinh nhật cho cô thường xuyên nhé. Bởi vì vui quá nên tôi uống hơi nhiều rượu. Hai má tôi ửng hồng lên, đôi mắt mơ màng khiến Tấn rung động. Anh ta bối rối nhìn tôi hỏi: cô say à? Tôi đã say rồi, nhưng làm gì có ai say mà nhận là mình say đâu. Tôi nói: tôi chưa say, tôi làm sao mà say được chứ. Thế cạn ly, uống nốt chén này thôi nhé. Tôi thấy cô hơi say rồi đấy. Tôi chưa say mà, anh mới là người say ấy. Thôi được rồi, cô chưa say, nhưng giờ ăn đi đã, lát rồi uống tiếp nhé. Tôi nói anh có nghe không? Không là tôi giận cho anh xem đấy. Tôi với Tấn cứ ngồi nhâm nhi tới tận 12 giờ trưa. Tôi cảm thấy chóng mặt quá. Nhìn Tấn một lúc thì người của tôi rã rời. Tôi mới lải nhải: anh Tấn ơi, hình như tôi say rồi, chóng mặt quá. Tấn cũng đang say. Anh gật đầu nói: cô về phòng ngủ một lát đi, tới chiều là tỉnh thôi. Tôi không thể đi được nữa, Tấn mới dìu tôi vào. Vào tới giường, anh đỡ tôi ngồi. Anh nói: cô nằm ngủ đi nhé, tôi lên gác đây.
say quá, nên tôi lại mất kiểm soát. Và tự dưng tôi lại thèm chuyện ấy đến điên cuồng. Cả người tôi nóng phừng phừng, hai bên ngực cũng cứng lên. Bất thường, bởi vì trước kia tôi đã từng làm chuyện ấy, mà 4 năm nay chưa làm lần nào thì cũng không sao. Vậy mà tự dưng lúc này nó lại bốc lên ngùn ngụt. Tôi không biết tại sao lại như vậy. Anh đứng lại đấy cho tôi, tôi quát, làm Tấn giật mình. Anh quay lại hỏi, cô làm cái gì mà quát tôi vậy? Cần tôi giúp gì sao? Tôi lập tức phanh cúc áo ra và nói, anh đến với tôi đi. Cô mặc áo vào đi, cô làm cái trò gì thế? Anh xấu hổ à? Ai thèm xấu hổ chứ. Thế sao anh không dám nhìn tôi? Chẳng xấu hổ thì là cái gì? Tấn thấy tôi thách thức thì cười đe dọa. Tốt nhất đi là cô đóng cúc áo vào. Giờ đi ngủ đừng có khiêu gợi tôi, kẻo lại khốn khổ với tôi đấy. Chẳng qua là tôi không muốn bị mang tiếng xấu là lợi dụng cô say xỉn thôi. Giờ ngoan và đi ngủ đi cho tôi nhờ. Tôi liền túm lấy cổ áo Tấn rồi hôn anh ta. Tấn cứ ngẩn người ra rồi vô thức nói, Nhung, tôi thích cô. Tôi cũng thích anh. Rồi tôi và Tấn hôn nhau say đắm. Rồi tôi không thèm liêm sỉ nữa. Tôi đang chuẩn bị, tôi mới sực nhớ ra là tôi bị căn bệnh khốn khổ. Tôi hét lên, thôi, tôi chết rồi. Tấn ngạc nhiên hỏi, sao thế em? Tôi giơ chân đạp phăng một phát, từ trên giường xuống đất sầm một phát. Tấn đau quá, nhăn nhó. Tấn nằm sõng xoài trên nền nhà. Rồi Tấn lắp bắp hỏi, có chuyện gì thế này? Sao em lại đạp anh như thế? Tôi vội mặc quần áo vào. Tấn vừa ngóc đầu lên, tôi ném bộ quần áo phăng vào mặt Tấn. Tôi nói, anh mặc quần áo vào đi, hú hồn tí nữa thì anh khốn khổ giống tôi rồi. Cô nói đúng, tôi khốn khổ vì cái lưng của tôi sắp gãy rồi đây này. Và tôi vẫn chưa hiểu vì sao cô lại bất ngờ thay đổi quyết định ở phút chót thế. Tôi gãi đầu, chưa biết phải nói sao cho Tấn hiểu cả. Tôi nói, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Thật sự xin lỗi vì tôi đã hành xử hồ đồ như vậy. Tôi sẽ cố gắng kiềm chế. Tấn không nói gì, liền ôm lưng ra ghế ở phòng khách, nằm. Còn tôi thì nằm ngủ một mạch tới tối luôn. Lúc tôi dậy thì Tấn đã nấu ăn xong. Thấy tôi, Tấn liền bảo, cô dậy rồi đấy à? Tôi nấu cơm hết cả rồi, cô ngồi xuống ăn luôn đi cho nóng. Tôi cũng đồng ý, ngồi xuống bàn ăn cơm. Đang ăn thì tôi thấy Tấn suy nghĩ chuyện gì đó. Chưa kịp hỏi Tấn thì Tấn quyết định hỏi tôi, này, chuyện lúc sáng có nói với tôi là thật chứ? Tôi nói với anh chuyện gì cơ? Thì lúc ở trong phòng ấy, cô không nhớ sao? Tôi hơi khó hiểu. Tôi không nhớ, anh nhắc lại cho tôi biết đi. Lúc sáng nay cô bảo là cô thích tôi, thì chuyện đó là thật đúng không? Tôi muốn hỏi lại cho chắc đi mà. Tôi mới thản nhiên nói, trời ạ, tôi nói linh tinh thôi. Lúc ấy tôi say mà, tôi không có thích anh nhé. Đừng có dại mà tin lời tôi, anh tỉnh táo lại đi. Thấy Tấn ngồi thơ thẩn, tôi liền nói, tôi uống say, nói linh tinh đấy. Để anh phải suy nghĩ rồi, tôi xin lỗi anh nhiều nhé. Từ lúc đó trở đi, mặt Tấn lúc nào cũng buồn. Còn tôi thì thấy ngại với Tấn quá, và mong chuyện này nhanh qua đi, để tôi và Tấn không phải bận lòng thêm nữa. Càng ngày Tấn càng thích tôi ra mặt. Anh còn nói thẳng với tôi là anh thích tôi, nhưng tôi vẫn luôn tìm cách né tránh anh. Tôi sợ căn bệnh khốn khổ sẽ lây sang cho anh.
bây giờ có thích đến mấy, tôi cũng không dám yêu ai cả. Tôi chỉ nên ở một mình mà thôi. Hôm nay, Tấn đi làm về có nói với tôi: mẹ tôi sắp về nước rồi, cô sẽ không phải ở một mình nữa đâu nhé. Thế à, có mẹ anh về, chắc là anh vui lắm phải không? Tôi vui lắm, tôi không được gặp mẹ tôi 5 năm rồi. Mà mẹ tôi nói lần này bà sẽ ở đây với tôi, bà sẽ không đi Mỹ nữa. Tôi cười nói: chúc mừng anh nhé, anh sắp được đoàn tụ với mẹ rồi. Tấn cười mãn nguyện. Đối với tôi thì niềm hạnh phúc lớn nhất là được sống cùng với mẹ và cô. Cô hiểu tôi nói gì không? Tôi liền lảng xuống bếp để tránh ánh mắt của Tấn đang nhìn tôi. Cả đêm đó, tôi mất ngủ, tôi lặng lẽ khóc, nói: ông trời ơi, liệu một người như con có thể sống hạnh phúc được không? Tôi càng né tránh thì Tấn lại càng tiến gần lại tôi hơn. Thấy thái độ của tôi là lạ, Tấn nghi ngờ. Anh ta đã tạo ra một kế hoạch để tôi nói ra sự thật. Sáng sớm, tôi dậy đã thấy Tấn dậy để chuẩn bị đi đâu đó. Tôi liền nói: anh làm gì mà dậy sớm thế? Hôm nay anh có phải đi làm đâu. Tôi quên mất là nay tôi có một việc rất quan trọng cần phải giải quyết. Có thể là 3 ngày sau tôi mới về nhà đấy nhé. Anh đi đâu vậy? Hay anh đi công tác à? Không, tôi đi ra mắt nhà người yêu. Người này là mẹ tôi mai mối, cho nên tôi với họ hẹn hôm nay xem mắt đấy. Tôi nghe vậy thì đứng hình luôn. Tôi nghĩ bụng: anh ấy được bố mẹ mai mối cho lúc nào vậy? Sao không nói cho mình biết chứ? Thấy Tấn xách vali đi đến cửa nhà, tôi liền hét lên: anh đứng lại đã, tôi có chuyện muốn nói với anh. Cô muốn nói gì thế? Nhanh lên, tôi đang vội đấy, xe sắp đến rồi. Tôi ấp úng nói: thực ra em rất thích anh Tấn à. Em đã giữ kín chuyện này trong lòng, không muốn nói với anh thì sợ cuộc đời anh sẽ khốn khổ giống em. Tấn liền lại gần ôm chầm lấy tôi rồi nói: em hãy nói hết tất cả mọi chuyện của em ra đi. Anh chấp nhận hết tất cả. Hãy để anh bảo vệ, che chở cho em. Rồi tôi nói những chuyện khốn khổ ngày xưa của tôi cho Tấn biết, cả chuyện tôi bị nhiễm HIV nữa. Tấn nghe vậy thì hôn lên má tôi nói: chuyện gì cũng có cách giải quyết mà em. Ở ngoài kia đầy người bị căn bệnh khốn khổ này, họ vẫn sống hạnh phúc đấy thôi. Anh sẽ không bao giờ xa rời em đâu. Anh sẽ khiến cuộc đời của em tươi đẹp hơn. Tôi ôm chặt lấy Tấn, khóc nức nở. Có lẽ Tấn là người sẽ giúp tôi có được hạnh phúc như bao người ngoài kia. Ngày hôm sau dậy, thấy Tấn đã dậy từ sớm để nấu cơm, tôi liền hỏi: sao hôm nay anh lại dậy sớm thế? Anh vào ngủ thêm tí nữa đi, rồi tí em gọi dậy cho. Thôi, em ngồi ăn sáng đi, rồi tí hai đứa mình vào viện để xét nghiệm nhé. Tôi nghe vậy thì tỉnh cả ngủ, hỏi: anh đưa em đi xét nghiệm á? Đúng rồi, anh muốn tận mắt đọc ra kết quả xét nghiệm thì anh mới tin em bị HIV. Tôi sợ quá, nói: em không đi đâu, em sợ lắm. Không có gì phải sợ cả, mình phải đối mặt với sự thật thôi em à. Không, em sợ lắm. Anh đừng bắt em đi, em xin anh đấy. Em cứ bình tĩnh, nghe anh nói đi. Mình phải đối mặt với sự thật để giải quyết cho xong chứ. Em đừng sợ, dù có thế nào anh cũng sẽ luôn ở bên em. Cuối cùng không còn cách nào khác, rồi tôi phải đi theo Tấn tới bệnh viện để làm xét nghiệm. Tôi sợ quá, cứ ngồi im người, run lên. Tấn mới nắm chặt tay tôi rồi nói: mình ra ngoài uống cốc nước rồi
lại lấy kết quả nhé. Tôi gật đầu lặng lẽ, đi theo Tấn. Tâm hồn tôi cứ bay lơ lửng ở đâu ấy. Hơn một tiếng sau, bác sĩ gọi cho Tấn là xét nghiệm đã xong. Tấn và tôi vào lấy kết quả. Nhưng tôi sợ không dám đi. Tôi ngồi ở quán, chờ Tấn đi lấy. Tấn hồi hộp, hy vọng. Còn tôi thì sợ, vàng cả mắt ra. Ngồi mà người cứ run lên bần bật. Tôi đang suy nghĩ linh tinh thì Tấn nói: "Mình về thôi em." Tôi bừng tỉnh. "Anh về rồi hả? Kết quả thế nào?" "Cứ về nhà, anh sẽ nói." Thấy vẻ mặt của Tấn có vẻ nghiêm trọng lắm, tôi nghĩ bụng: "Thế là đúng rồi, tôi bị HIV thật rồi, nên cái mặt của Tấn mới buồn như vậy. Thế là hết thật rồi. Đó là cái giá cho sự nông nổi của tôi. Tôi biết than trách ai bây giờ đây." Tôi thở dài thườn thượt cả đoạn đường về. Tôi không nói một câu gì cả. Còn Tấn thì thi thoảng lại liếc mắt nhìn tôi. Vẻ mặt của anh vẫn nghiêm trọng như lúc mới đi xét nghiệm vậy. Cuối cùng về tới nhà, tôi bước xuống lòng nặng trĩu. Tấn mới hỏi tôi: "Em làm cái gì mà buồn bã thế? Cười lên cái xem nào." Tôi không nói gì, lặng lẽ đi vào nhà. Tấn kéo tay tôi lại, nói: "Em cầm lấy tờ giấy xét nghiệm rồi đọc đi." Tôi sợ hãi, không dám đọc. Nhưng Tấn cứ bắt tôi phải đọc. Khi mở tờ giấy ra đọc, thì tôi cảm thấy ngạc nhiên. Tôi vui sướng, ôm chầm lấy Tấn, vì kết quả cho thấy tôi âm tính với HIV. Tấn cũng rất vui giống tôi. Tôi với Tấn cứ nhìn nhau với đôi mắt thèm muốn đối phương. Nhưng tiếng chuông cửa đã làm cả hai bừng tỉnh. Tấn nói: "Ai bấm chuông ấy nhỉ?" "Em cũng không biết nữa, anh ra xem ai đi." "Được rồi, em đi thay quần áo đi, để anh ra xem ai." Vừa đi đến cửa nhà, Tấn nói to: "Ai bấm chuông đấy?" "Tấn ơi, mở cửa cho mẹ với." Tấn thấy mẹ về thì vui mừng lắm, chạy ra mở cửa. Tấn liền hỏi: "Sao mẹ về mà không báo với con để con ra đón?" "Mẹ muốn làm con bất ngờ mà, nói trước với con thì còn gì là vui nữa." Tấn với mẹ đang nói chuyện thì có giọng của một cô gái. Cô gái đó nói tiếng Việt nhưng giọng nói lại giống Tây. "Em chào anh Tấn." Tấn quay lại nhìn cô gái Tây, mắt xanh tóc vàng, đi cùng với mẹ của mình. Tấn liền hỏi: "Ai đây mẹ?" "À, để mẹ giới thiệu nhé. Đây là Xuân, con bé có bố là người Việt, còn mẹ là người Mỹ đang cùng chung cư với mẹ. Đợt này rảnh rỗi, mẹ rủ con bé về đây luôn." Tấn liền chào hỏi: "Chào Xuân nhé." Xuân sống ở phương Tây nên rất cởi mở, ôm Tấn một cái để chào hỏi. Mặc dù cô sống ở bên Mỹ từ bé, nhưng cô nói tiếng Việt rất thành thạo. "Em nghe bác kể nhiều về anh, rồi hôm nay mới được gặp mặt anh. Anh đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều đấy ạ." Tấn cười, nói: "Thôi, mình vào nhà đi mẹ. Vào nhà rồi chúng ta nói chuyện tiếp." Vào nhà, Tấn mới gọi: "Nhung ơi Nhung, ra đây anh bảo." Tôi đi ra, thấy mẹ của anh về đến thì bất ngờ lắm. Nhưng cô gái đi cùng với mẹ của anh ấy là ai? Và cô đi chơi hay là có mục đích gì khác nữa? Tôi mới cúi đầu chào: "Dạ, con chào bác ạ." Mẹ Tấn ngạc nhiên hỏi: "Ai đây hả Tấn?" Tấn định giới thiệu thì tôi nói luôn: "Cháu tên Nhung, cháu là giúp việc của nhà mình ạ." Mẹ Tấn gật đầu: "Ừ, chào cháu." Tấn và mẹ cùng với Xuân ngồi nói chuyện rôm rả, còn tôi thì xuống bếp nấu cơm, làm thịt gà mà tôi đã mua ở chợ từ hôm qua. Tôi nấu nướng xong xuôi thì chị Xuân đi xuống nhìn tôi, hỏi trống không.
Nấu xong chưa? Để còn ăn chứ, đói bụng lắm rồi. Dạ, xong rồi chị ạ. Rồi Xuân nói cái giọng bà chủ. Thế dọn đi để còn ăn. Tôi nói, vâng, để em dọn luôn đây ạ. Chị lên nhà gọi anh Tấn với bác xuống ăn cơm hộ em với. Khi chị Xuân xuống gọi anh Tấn với bác lên ăn thì tôi cũng vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Chị Xuân nhìn tôi với ánh mắt viên đạn, nói, cô cũng ngồi ăn cùng với bà chủ sao? Tấn có vẻ khó chịu. Đúng, Nhung ăn cùng với chúng ta. Mẹ Tấn phản đối ngay. Không được, không ra một cái thể thống gì hết, giúp việc thì phải ăn sau chứ. Tôi liền đứng dậy, cúi đầu nói, vâng ạ, cháu xin lỗi, cháu sẽ ăn sau ạ. Tấn kéo tay tôi nói, em ngồi xuống đi. Rồi Tấn nói với mẹ, thì từ trước tới giờ cô vẫn ngồi ăn cơm cùng với con mà mẹ. Suy nghĩ thoáng lên một tí, đừng có phân biệt chủ tớ như vậy chứ. Mẹ Tấn và chị Xuân không hài lòng, nhưng mà Tấn đã quyết định như vậy nên họ cũng đành phải chấp nhận thôi. Tôi ngồi ăn mà nuốt không trôi. Tôi cảm thấy căng thẳng quá. Mẹ Tấn thì nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ, còn chị Xuân thì cứ nhìn Tấn liếc mắt đưa tình. Rồi chị ấy quay sang nhìn tôi nói, anh Tấn có vẻ tốt với giúp việc quá nhỉ. Trên đời này được mấy ai như anh đâu. Anh vừa đẹp trai tốt bụng nữa, em ngưỡng mộ quá. Tấn không nói gì. Tôi ngồi ăn bữa cơm mà căng thẳng, mồ hôi vã hết ra. Rồi mẹ Tấn kể cho chị Xuân nghe về những chuyện vui của Tấn lúc nhỏ, khiến Tấn và chị ấy cười không ngớt. Tôi cảm thấy mình cứ như là người thừa vậy. Tôi đứng dậy đi giặt quần áo. Giặt xong phơi ở trên sân thượng mà vẫn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Tấn và mọi người ở dưới nhà. Tôi dọn dẹp xong đi về phòng nằm thì mẹ Tấn, bà toán lên gọi, Nhung ơi Nhung. Cháu đây, bà gọi cháu ạ. Cháu dọn cái phòng đối diện phòng anh Tấn cho Xuân ở nhé. Con bé nó không thích ở tầng trên đâu, nên cháu chịu khó dọn phòng rồi mang đồ của Xuân lên giúp chị nhé. Dạ vâng ạ. Tôi sang dọn phòng của chị Xuân. Tôi cứ nghĩ bụng, ủa sao chị ấy đến đây mà nhiều phòng lắm cơ mà sao lại chọn đúng cái phòng đối diện phòng anh Tấn thế này chứ. Tôi đang dọn thì chị Xuân đang đi từ dưới lên. Chị đi lên tay không mà không bê đống đồ của chị ấy. Chị ấy lên đến phòng thì quát tôi, dọn nhanh lên cho tao còn lấy chỗ nghỉ ngơi, mệt dã cả người rồi đây này. Vâng, em dọn sắp xong rồi. Chị Xuân đứng khoanh tay nhìn tôi chỉ đạo, đổi ga giường khác đi em, cái này màu nó nhìn giả nua quá. Chị muốn màu gì ạ? Màu tím tím, giống như của anh Tấn ý. Tôi nghĩ bụng, không lẽ chị ấy có ý đồ gì với anh Tấn rồi sao? Làm nhanh lên đi em, chị Xuân quát, làm tôi giật mình. Tôi dọn giường cho chị ấy xong, chị ấy nằm chơi điện thoại, còn để tôi bê đồ từ dưới tầng 1 lên, cứ vòng lên vòng xuống gần chục lần, chân của tôi mỏi nhừ luôn. Tấn đi ra thấy vậy liền quát, ơ, em không ngủ hay sao mà còn dọn phòng thế kia? Chị ấy muốn đổi phòng anh ạ. Lắm chuyện, chưa có mấy hôm đi thì có phòng nào mà chả được. Thôi mà anh, em dọn một tí là xong ngay ấy mà. Tấn kéo tôi vào phòng rồi bóp chân cho tôi. Em nhức lắm có phải không? Để anh massage chân cho em nhé. Tôi nhột quá, cứ cười khúc khích. Chị Xuân đang ngó vào, thấy tôi với Tấn đang thân mật với nhau, liền chạy xuống tầng mách lẻo, bác Toán ơi. Sao thế cháu? Cháu vừa nhìn thấy anh Tấn bóp chân cho cô giúp việc đấy. Hình như giữa hai người đó có chuyện tình cảm yêu đương đó bác.
Bà Toán cau mày nói: Vớ vẩn, sao có chuyện đó được chứ? Bác đi lên mà xem, ở trên phòng anh Tấn đó, nhanh lên bác. Bà Toán đi lên, thấy Tấn đang xoa bóp chân cho tôi, thì bà xông vào, trừng mắt nhìn chúng tôi quát: Chuyện gì thế này hả Tấn? Tôi hoảng sợ quá, rồi co chân lại. Thấy vẻ mặt tức giận của bà Toán, tôi lại càng sợ hơn. Tấn nắm chặt lấy tay của tôi, nói: Mình nói thật cho mẹ biết đi, không cần phải giấu giếm nữa đâu, với giấu cũng chẳng được ích gì em ạ. Bà Toán nghiến răng nói: Đường Đường là một giám đốc công ty lớn, vậy mà con lại qua lại với người giúp việc như vậy sao? Tấn gắt lên: Nhung là bạn gái của con, chứ không phải là người giúp việc đâu mẹ. Chúng con đang công khai hẹn hò đấy, nên mẹ với Xuân đừng có coi cô ấy như người giúp việc nữa. Như trưa nay, mẹ sai cô ấy dọn phòng rồi bê đồ cho Xuân, còn thấy rất khó chịu. Bà Toán ngập ngừng, vẻ mặt ái ngại: Tại Nhung nói là người giúp việc nên mẹ mới sai đó chứ. Thế nhà Nhung ở đâu vậy cháu? Dạ, cháu ở Bắc Ninh ạ. Xuân tối sầm mặt, lại lặng lẽ đi về phòng nằm. Sau đó tôi với Tấn cùng bà Toán xuống phòng khách rồi ngồi nói chuyện. Bà Toán chưa biết gì về tôi nên bà rất vui vẻ. Chắc bà nghĩ tôi là con nhà giàu nên mới hỏi: Thế bố mẹ cháu làm về lĩnh vực gì? Dạ, bố mẹ cháu làm nông ạ. Bà Toán hỏi: Làm nông, tức là làm nông dân hả cháu? Tấn nghe vậy thì nói: Thôi mẹ, mẹ cứ tra hỏi như vậy là cô ấy sợ đấy. Làm gì cũng được, miễn là chúng con thương nhau thật lòng thôi. Thì mẹ có quyền được hỏi con dâu tương lai của mẹ chứ, đúng không con? Tôi liền thật thà trả lời: Dạ, đúng rồi đó bác, bố mẹ cháu có hơn một mẫu. Bà Toán trừng mắt nhìn Tấn nói: Thật ư? Thế mà mẹ cứ tưởng bố mẹ nó làm giám đốc công ty nào đó chứ. Tấn cười cười, bóp vai mẹ nịnh: Có cũng không sao đâu mẹ, cũng chẳng có gì sao cả. Mẹ từng nói là mẹ thích một cô con dâu ngoan, hiền, phải biết chăm lo cho gia đình sao. Giàu nghèo có quan trọng gì đâu ạ. Nhưng mà cũng phải môn đăng hộ đối một tí chứ, lệch quá làm sao được, rồi mọi người sẽ nghĩ chúng ta thế nào đây con? Sao mẹ cứ quan trọng hóa vấn đề lên thế? Con đã quyết rồi, con mong mẹ chấp nhận cô ấy. Bà Toán mặc dù không thích con dâu, nhưng trước mặt bà không dám làm căng lên. Bà tính giải quyết sau: Thôi, mẹ không có ý kiến gì cả, con lớn rồi mà để con tự quyết định đấy. Thấy mẹ không nói gì, anh lại tưởng bà đồng ý nên anh vui lắm. Nhưng mà tôi rất lo, tôi biết là bà ấy sẽ không bao giờ chấp nhận một cách dễ dàng như thế. Ngày hôm sau, chị Xuân bất mãn về chuyện tối qua, nên lúc cả nhà đang đi ngủ trưa, chị Xuân mở cửa sang phòng bà Toán. Thấy vậy bà Toán liền hỏi: Con vẫn chưa đi ngủ à Xuân? Xuân xị cái mặt xuống nói: Con buồn quá, không ngủ được bác ạ. Trước ở bên Mỹ, bác nói với con rằng anh Tấn chưa có người yêu, bác muốn con làm con dâu của bác, nên bác mới hào hứng đưa con về đây cùng với bác. Vậy mà về Việt Nam, con lại phải chứng kiến cái cảnh anh Tấn công khai người yêu mới. Bác bảo như thế thì làm sao mà con ngủ được chứ ạ? À? Bà Toán ngồi dậy, vẻ mặt buồn bã: Con ngồi xuống đây với bác. Con buồn lắm bác ạ. Bác cho con bay về Mỹ luôn bác nhé. Ờ kìa, mới sang đây được có 2 hôm mà đã về Mỹ là sao? Ở lại chờ với bác nửa tháng rồi về. Xuân tỏ vẻ buồn rầu: Con cũng muốn lắm, nhưng mà bây giờ còn có anh Tấn và bạn gái của anh ở đây nữa, con thấy bất tiện lắm bác ạ. Con xin phép bác cho con về Mỹ.
bà Toán cứ năn nỉ Xuân ở lại chơi. Còn cứ bình tĩnh, nghe bác nói đã nào. Bác cũng không thích cái Nhung đó đâu, nó không xứng với thằng Tấn. Nhưng bác biết, tính thằng Tấn nó mà quyết định thì khó ai có thể cản được nó lắm. Chỉ có một cách. Là cách gì vậy bác? Bác sẽ tìm cách để cái Nhung rời xa thằng Tấn. Rồi sau đó thằng Tấn sẽ buồn chán. Và cơ hội của con đã đến đấy. Con biết phải làm cái gì, có phải không? Xuân mắt sáng long lanh nói: Dạ vâng bác. Bác nghĩ cách đi ạ. Chỉ cần con Nhung rời xa anh Tấn thôi, mọi chuyện con sẽ giải quyết hết theo cách của con. Bác cứ yên tâm. Bà Toán gật gù. Được rồi, thế là đã ở đây với bác nhé. Dạ vâng, con sẽ ở lại đây từ khi bác nào đuổi con về thì con mới về ạ. Ngày hôm sau, Tấn đi tập thể dục về, thấy Xuân cứ mặc cái mấy bộ đồ hở bạo rồi tiến lại gần Tấn. Nhưng Tấn không quan tâm, chạy thẳng lên phòng. Khi thấy phòng không khóa cửa thì Tấn liền lao vào ôm chầm lấy tôi. Đang đến đoạn cao trào thì bà Toán gọi: Nhung ơi, đi chợ với bác đi con ơi. Tôi vội thưa: Dạ vâng ạ. Tôi đẩy Tấn ra nói: Thôi, em đi chợ với mẹ anh đây. Anh cũng dậy rồi chuẩn bị đi làm đi. Tấn mất hứng, mặt ngắn tũn lại. Cứ cái kiểu này đến bây giờ mới được động phòng đây. Khi đi chợ, bà Toán có bảo Xuân ở nhà thì quét hộ bà cái nhà. Xuân mặt thì đồng ý, nhưng trong lòng lại không muốn làm. Thấy tôi và bà Toán đã đi thì cô liền chạy luôn lên trên phòng nằm ngủ tiếp. Khi tôi và bà Toán đi chợ về thì thấy cửa nhà vẫn bừa bộn. Tôi với bà Toán chạy lên thì Xuân đang nằm ngủ. Bà Toán thất vọng gọi Xuân dậy: Xuân ơi, mau dậy đi, giờ này vẫn còn ngủ được à? Bác đi chợ về rồi à bác? Cho con ngủ thêm một tí nữa đi, này tự nhiên con buồn ngủ quá. Ngủ gì? Hôm qua bác thấy con đi ngủ từ 9 giờ tối rồi. Mau dậy đi. Xuân vẫn mặt ngái ngủ, ngồi dậy đáp: Vâng, con dậy rồi đây. Con xuống phụ cái Nhung nấu cơm đi nhé. Tôi cảm thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tôi mới xuống bếp trước. Chị Xuân lắc đầu: Sao bác lại sai con đi nấu cơm cùng con nhỏ đó chứ? Thế thì làm sao hả con? Phải phụ nó chứ. Con không làm đâu, không bao giờ làm nhé, hỏng hết móng tay của con. Thế giả dụ mai sau con lấy thằng Tấn thì con cũng không nấu cơm cho nó ăn sao? Mà bác bảo con quét nhà cho bác cái mà con cũng không làm là như thế nào? Xuân hồn nhiên đáp: Việc nấu cơm, quét dọn giặt giũ và chăm con là việc của giúp việc mà bác, còn việc gì phải đụng chân đụng tay vào làm gì? Nói vậy tức là con không làm gì đúng không? Con phải đi làm đẹp đấy này, chăm sóc da này, đi chơi với các bạn của con, đi du lịch nữa chứ bác. Thế con không phụ giúp chồng của con mà chỉ xài tiền của chồng thôi sao? Tất nhiên rồi, con lựa chọn lấy một người thật giàu có như anh Tấn chẳng hạn. Thế không may kinh tế suy thoái, công ty khó khăn phá sản, rồi cuộc sống khốn khổ thì sao hả con? Chồng mình mà không đáp ứng được tiền cho mình tiêu xài thì bỏ đi bác, lấy người khác. Con gái giờ là lá ngọc cành vàng đấy bác ạ, không bao giờ sợ ế đâu. Bà Toán thất vọng đi xuống nhà. Còn tôi đang nấu cơm thì tự dưng bà Toán hỏi: Thế sau này lấy chồng, con có nấu cơm và chăm sóc cho chồng con không? Tôi cười trả lời bà Toán: Tất nhiên rồi bác, con cũng chẳng yên tâm khi ăn uống ở ngoài đâu ạ. Con làm thì con mới yên tâm. Còn về chăm lo cho con cái nữa thì sao? Dạ, con mình đẻ ra thì mình phải có trách nhiệm chứ ạ. Tự tay con chăm thì con mới yên tâm chứ. Tính con là như vậy đó bác. Bà Toán gật đầu. Vậy thì tốt rồi.
Giá mà con Xuân biết nghĩ như con thì hay biết mấy. Bà Toán bắt đầu cảm thấy thương tôi hơn, và bà bắt đầu để ý tới Xuân. Bà thấy không hài lòng về cách sống và suy nghĩ của Xuân. Bà nói: "Thế con nấu cơm đi, bác sang nhà hàng xóm một tí nhé." "Dạ vâng bác." Tôi đang nấu cơm thì chị Xuân đi xuống. Chị vênh mặt nhìn tôi: "Cô nấu món gì đấy?" "Em nấu canh cá chép và cả thịt kho nữa." "Cũng bắt mắt đấy, nhưng không biết ăn có ra cái gì không?" Tôi không nói gì nữa, kệ chị ấy. Tôi múc canh ra tô và bê ra ngoài bàn. Tôi vừa bước đi thì chị Xuân ngáng chân tôi, thế là tôi bị ngã. Bát canh nóng đổ làm bỏng tay tôi. Tôi đau quá, nói: "Sao chị lại làm như thế?" "Tôi có làm gì đâu, đừng có mà vu khống cho người khác như vậy chứ." Tôi định xoáy vòi nước để dội vào tay cho đỡ bị bỏng. Tay tôi đỏ ửng hết cả lên. Tôi tiếp tục nói: "Chị ngáng chân em mà chị cố tình có phải không?" Xuân đứng chống nạnh nói: "Đừng có vu khống cho tao nhé. Cẩn thận cái mồm của mày đấy, tao đánh cho nát mồm bây giờ." Chị Xuân đang nghĩ tôi thấp cổ bé họng nên tính bắt nạt tôi đây mà. Tôi lại sẵn ghét cái thái độ chuyên bắt nạt kẻ yếu và liếc mắt nhìn anh Tấn của chị ta. Tôi điên máu lên, tôi khẽ nói: "Chị thấy anh Tấn thương tôi, chị ganh tị, có phải không?" "Đúng thế đấy, mày không xứng với anh Tấn đâu, mày cút đi." "Tôi không cút đấy, chị định làm gì nào? Chị nghĩ tôi sợ chị sao? Chị tưởng chị to xác đã bắt nạt được tôi sao? Cứ thử động vào tôi xem nào." Chị Xuân lên đà, tưởng trông ngon ăn, xông vào định đánh tôi. Nhưng tôi hất luôn cái chỗ canh nóng đó vào người chị ta. Chị ta nhảy ngược lên, chạy vào nhà vệ sinh, xịt nước vào người. Chị Xuân xông ra quát tôi: "Con kia, sao mày làm thế hả?" "Đó người ta gọi là ăn miếng, trả miếng đó." Chị Xuân lao vào, định đánh tôi. Nhưng mà tôi né và chạy ra cửa. Tôi thách thức chị ta: "Chị có giỏi thì đuổi theo mà đánh đi này." Chị ta lập tức chạy đuổi theo tôi, vừa nói: "Giỏi thì đứng lại cho tao." Chị Xuân đuổi tôi, chạy lòng vòng quanh bể bơi, chạy ra vườn hoa, rồi chạy vào nhà, rồi lại chạy ra bể bơi. Cứ chạy đuổi nhau hơn chục vòng như thế. Tới khi bà Toán về, thấy tôi và chị Xuân ngồi thở dốc. Vừa thấy bà Toán về tới cổng, chị Xuân đang ngồi há hốc mồm ra thở. Chị bật dậy chạy ra mách: "Bác ơi, bác cứu với con, con Nhung nó đánh chết con đấy bác ạ." Bà Toán gắt lên: "Làm sao thế hả?" Chị Xuân nói: "Con Nhung nó đổ nước canh nóng vào người con đấy, con bị bỏng hết cả người rồi đấy này." Bà Toán nhìn Xuân từ đầu tới chân, nói: "Con có bị bỏng đâu nhỉ, vẫn bình thường mà." "Bỏng hết mà bác còn bảo bình thường, con phải vào nhà vệ sinh xịt nước mãi mới đỡ đó bác." Tôi nghe mà bực mình lắm, nhưng kệ cho chị ấy, muốn nói gì thì nói. Tôi chạy hơn chục vòng mệt, muốn chết hơi đâu mà thanh minh với giải thích nữa. Chị Xuân cứ đứng ăn vạ. Chị Xuân bắt bà ấy phải lấy lại công bằng cho chị, mà chị ấy có bị oan đâu mà đòi công bằng chứ. Bà Toán thở dài, nói: "Thôi được rồi, cứ vào nhà rồi nói trời nắng thế này. Đi vào nhà, ngồi nói chuyện cho mát. Ai thích nói gì thì nói." Đi vào nhà, bà Xuân thấy canh đổ hết ra sàn thì bà liền gắt lên: "Tụi bay phá đồ đấy hả?" Tôi lấy chổi lau nhà, còn chị Xuân đang đi lên gác thì bà Toán gọi: "Xuân, con quay lại dọn cùng Nhung đi, bao giờ sạch hết mới được lên." Chị Xuân nhăn nhó: "Sao con lại phải dọn chứ, con có biết dọn đâu ạ." Bà Xuân cau mày, vẻ mặt nghiêm khắc, nói: "Không biết thì bây giờ học mới biết. Nhung, đưa chổi lau nhà cho Xuân đi, để chị ấy lau." Tôi gật đầu nói: "Đây, chổi lau nhà đây, chị lau đi."
Chị Xuân vùng vằng nói: Tao không lau đấy, mày đi mà lau. Bà Xuân nghiêm nghị nói: Bác chỉ cần mở điện thoại ra là bác biết ai đúng ai sai đấy. Đừng có vớ vẩn nữa, vừa ăn cướp lại vừa la làng. Sao bác nói như vậy ạ? Thôi dọn đi, muốn sống ở cái nhà này thì phải sống tử tế hẳn hoi vào, không vớ vẩn được đâu. Chị Xuân cúi gằm mặt xuống, không nói năng được câu gì. Tôi mới bảo: Đây là Việt Nam, chứ chị không phải là ở Mỹ đâu mà chị sống cho hẳn hoi vào. Này, mày đừng có mà ép người khác nhé. Tôi chỉ nói sự thật thôi, chị nghe không là việc của chị. Tôi dọn rác cho rồi, chỉ có mỗi việc là cầm chổi lau nhà thôi mà chị Xuân không làm được. Chị cứ lau lòng vòng, lau tới lau lui, cuối cùng thì vẫn không sạch. Tôi định lau hộ chị, nhưng bà Toán bảo vệ: Để chị ấy lau. Thấy bà Toán nói vậy, tôi cũng kệ. Lau xong, chị ấy mệt quá, ngồi thở không ra hơi. Rồi bà Toán ngồi phân tích cho chị Xuân hiểu, rồi bảo chúng tôi bắt tay nhau làm hòa, và mọi chuyện cũng được êm xuôi. Tối đó Tấn đi làm về sớm, dẫn theo một người bạn của anh ấy là Khoa. Bạn thân của Tấn cũng mới bay từ Mỹ về. Khoa và Tấn học cùng với nhau, sau đó Khoa sang Mỹ cùng gia đình, thi thoảng mới bay về Việt Nam thăm Tấn. Tình bạn mười mấy năm của Tấn và Khoa rất đáng coi trọng. Sau khi ăn uống nhậu say thì cả Tấn và Khoa cùng lên giường nằm. Hai ông bạn tính là tâm sự thâu đêm không ngủ. Mới nửa năm không gặp nên có bao nhiêu chuyện để kể. Nhưng tới 12 giờ đêm, Tấn lén sang phòng của tôi. Tôi cũng thích Tấn sang lắm, nhưng vẫn giả vờ đuổi. Anh về phòng của anh đi, mẹ biết thì chết đấy. Mẹ biết cũng chả sao, mẹ biết là chúng ta yêu nhau rồi mà. Rồi Tấn lên giường nằm, tôi nháy mắt. Đây, anh muốn làm gì em thì anh làm đi à? Mà hôm nay anh chưa tắm, có phải không? Tại vì ăn uống lâu quá, anh chưa kịp tắm. Vậy anh vào tắm luôn đây, có nước nóng không thế? Có nước nóng mà, anh tắm đi, tắm sạch sẽ vào nhé. Vâng, anh biết rồi, thôi anh đi tắm đây. Tấn đi tắm thì tôi cũng xịt tí nước hoa vào cổ rồi lên phòng nằm đợi. Chị Xuân đang lên cơn say, vật vã. Chị ấy không ngủ được nên chị ấy lần mò sang phòng anh Tấn. Vì lúc Tấn ra không chốt cửa, chị Xuân đã mở cửa và đi vào. Chị uống say nên mắt nhắm mắt mở. Chị nhìn qua ánh đèn ngủ mập mờ, thấy Khoa đang cởi trần nằm ngủ không biết gì. Chị nuốt nước bọt ửng ực, nói thầm: Đẹp thế, người gì mà ngủ cũng đẹp thế. Tấn tắm xong đi ra, thấy mùi thơm trên người, Tấn liền nói: Mùi nước hoa trên người em thơm quá, chỉ muốn ngửi mãi thôi. Dạ vâng. Tôi với Tấn hôn nhau, cả hai cùng dạo dực và sẵn sàng lâm trận. Bỗng tiếng của Khoa hét lên ở ngoài phòng: Cứu tao, cứu tao. Tôi với Tấn giật bắn cả người. Tôi vội dậy mở tủ lấy quần áo mặc. Tấn vừa mặc quần áo vừa gọn vọng nói ra: Tao đây, chờ tao tí. Mặc xong quần áo, Tấn mới đi ra. Thấy Khoa đang đứng ở ngoài vẻ mặt lo lắng thì Tấn vội hỏi: Có chuyện gì vậy mày? Có sao không thế? Tao đang ngủ thì có người xông vào ôm tao, tính hiếp tao, tao sợ quá mới chạy ra ngoài đấy. Tấn gãi đầu nói: Chắc Xuân phải không? Ừ, tao cứ tưởng Xuân là bạn gái của mày, tao mới sợ. Hóa ra cô ấy không phải là bạn gái của mày hả? Tấn gật đầu: Đúng rồi, Nhung mới là bạn gái của tao. Xuân vẫn đang cô đơn, nếu mày thấy thích thì cứ thử xem. Mày cũng sống bên Mỹ mà, biết đâu lại hợp đấy. Khoa lắc đầu: Thôi, tao chịu, cô ấy dễ dãi quá, tao không thích. Thôi, mày cứ đi ngủ đi,
để tao xuống phòng khách nằm cũng được. Khi vào phòng, Tấn than vãn. Cái số của mình nó khổ thế chứ. Cứ đang cao trào thì lại có người phá đám. Có khi mình phải ra khách sạn đi em ạ. Ở nhà anh không yên tâm đâu. Không biết tí nữa mình đang hoạt động có người đập cửa không nữa. Tôi cười nói, giờ muộn rồi, còn có ai đi đâu nữa. Rồi Tấn thì thầm, khách sạn đang mở cửa đấy. 2 giờ mình đi nhé. Nhưng mọi người biết thì sao? Thì mình đi khẽ thôi, chắc là không có ai biết đâu. Tôi và Tấn đi xuống, đi qua phòng khách, thấy Khoa đang nằm ở ghế sofa một mình. Nhưng Khoa đang say ngủ, không biết gì cả. Ở trong phòng VIP, hai đứa muốn nhảy múa, hát hò hay làm gì cũng không bị ai làm phiền cả. Đến tận trưa, tôi mới Tấn mới trở về nhà. Vào nhà thì thấy bà Toán đang nấu cơm. Thấy tôi với Tấn đi vào thì bà không nói gì. Tôi vội xuống bếp nấu cơm hộ bà. Còn Tấn thì nịnh mẹ. Mẹ ơi, con mua nhiều hoa quả ngon lắm, để con bổ cho mẹ ăn nhé. Bà Xuân bĩu môi. Vâng, tôi biết là hoa quả ngon rồi, vì anh chị đi mua hoa quả từ 1 giờ đêm hôm qua mới về, đúng không? Tấn nháy mắt. Thế mẹ biết rồi à? Lúc thằng Khoa nó la hét om sòm lên, tôi tỉnh giấc rồi. Tấn cười và nịnh mẹ. Mẹ sắp được bế cháu rồi đấy mẹ ạ, chuẩn bị đi nhé. Nghe tới bế cháu, mắt bà Toán đã sáng lên, trong lòng phấn khởi nhưng vẫn làm bộ nghiêm túc. Anh tính lừa tôi đấy hả? Con lừa mẹ làm gì? Không tin thì mẹ chờ 9 tháng 10 ngày nữa, xem con có nói đúng không nhé. Bà Toán đánh vào tay Tấn mấy phát. Cái thằng mồm mép này nữa, cứ liệu hồn với tôi đấy. Rồi Tấn hỏi mẹ. Thằng Khoa đâu rồi hả mẹ? Nó ngủ trên phòng con đấy. Con tưởng Xuân đang ngủ trên đó mà. Bà Toán thở dài. Đến chịu với nó, bắt đầu còn kêu Toán loạn cả lên rồi còn bày đặt xuống phòng khách ngủ nữa chứ. Thế mà sáng ra mẹ đi lên, thấy hai đứa nó ôm nhau ngủ ngon lành rồi. Tấn ngạc nhiên. Thật vậy à? Ôi trời ơi, đúng là không thể tin được mà. Thế cũng tốt mà mẹ nhỉ. Bà Toán không nói gì, nhưng mà trong lòng bà đã dần dần chấp nhận cho Tấn quen với Nhung. Có lúc bà vẫn nghĩ tới cái quá khứ của Nhung, nhưng bà cũng thông cảm, vì ai cũng có một thời bồng bột nông nổi. Mà cái quan trọng là sau này bà về Mỹ sẽ có Nhung chăm sóc cho con trai của bà. Bà tin rằng Nhung sẽ không làm bà thất vọng. Một tuần sau khi phải lòng nhau, Xuân bay về Mỹ cùng với Khoa. Đối với Khoa, đây là lần đầu đi chơi ấn tượng nhất. Đi 1 nhưng về 2, và anh chính thức hết ế. Bà Toán chuẩn bị các thứ để về nhà tôi chơi, thăm nhà thăm cửa, rồi còn tính chuyện cưới xin. Năm nay tôi và Tấn hợp tuổi, nhưng phải cưới trong năm nay. Mới đầu tôi gặp, cứ nghĩ bà khó tính lắm. Nhưng càng sống cùng với bà lâu, tôi mới thấy bà không hề khó tính. Bà còn rất chu đáo nữa. Không biết sau này cuộc đời hôn nhân của chúng tôi sẽ ra sao, nhưng mà hiện tại tôi thấy mình rất may mắn khi được làm con dâu của bà. Tôi hứa sẽ làm người vợ tốt, là một cô con dâu ngoan, để không phụ sự tin tưởng của mẹ chồng.